Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết kinh Thủ Lăng Nghiêm, trong đó có phẩm Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương, có dạy rằng: Đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tam khai. Nghĩa là điều nhiếp sáu căn, tịnh niệm tương tục, không cần phương tiện khác, tự đắc tâm khai ngộ. Tổ Ấn Quang là tổ thứ 13 trong tông Tịnh Độ, có dạy trong sách Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục: tụng một kinh, niệm một Phật, lạy một Phật, và phát nguyện vãng sanh về một cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì nhất định sẽ thành tựu trong một đời. Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương và lời dạy của Ấn Tổ có sự tương đồng, là nhất môn tham nhập, trường thời huân tu, không xen tạp, không hoài nghi, không gián đoạn. Lão Ân Sư Thường Tịnh Hà Không là một vị cao tăng trong thời đương đại, đã áp dụng theo kinh Lăng Nghiêm và đường lối của Ấn Tổ, không xen tạp. Một bộ kinh Vô Lượng Thọ mà tụng, một bộ kinh Vô Lượng Thọ mà giảng, một câu Phật hiệu A Di Đà Phật mà niệm, niệm cho đến khi toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật nhất như, tâm không Phật hiện, đúng như trong kinh Lăng Nghiêm mà Phật đã dạy: nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai, nhất định thấy Phật. Hôm nay Mạc Nhân Sa Môn Thích Giác Nhàn nương theo kinh Lăng Nghiêm của Phật Thích Ca đã dạy, vâng lời theo Ấn Tổ, chân thật và làm theo lời của Lão Ân Sư Thượng Tịnh Hà Không. Một đời còn lại, Mạc Nhân Thích Giác Nhàn một bộ kinh Vô Lượng Thọ mà tụng, một bộ chú giải kinh Vô Lượng Thọ mà giảng, một câu Phật hiệu A Di Đà Phật mà niệm, lão lão thật thật một đời cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hôm nay nếu hành giả cũng đi trên lộ trình nhất môn tham nhập, trường thời huân tu, thì cùng nhau xiển dương pháp môn Tịnh Độ trên toàn thế giới qua đường truyền internet, để nhà nhà người người biết niệm Phật, nhà nhà người người biết tụng kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật A Di Đà, nhà nhà người người biết cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì thế giới này sẽ hài hòa an định, không có thiên tai và chiến tranh, công đức quý vị vô lượng vô biên. Mạc Nhân Thích Giác Nhàn kính ghi, gửi cho toàn thể quý vị liên hữu đồng tu trên toàn thế giới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hãy xin mời toàn thể chư vị đồng tu chúng ta niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể chư vị đồng tu, hôm nay là ngày mùng 10 tháng 11 năm 2015. Chúng tôi có mặt tại phòng quay
video để tiếp tục chúng tôi giảng bộ kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Thưa quý vị, đến hôm nay là chúng tôi giảng tập thứ 6, tuy nhiên vẫn chưa giảng xong đề kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Vì đề kinh là một tiêu đề mà nói lên tất cả nội dung ý nghĩa của bộ kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Chúng tôi xin nói lược sơ qua những phần chúng tôi đã giảng, đó là Phật Thuyết, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết bộ kinh Vô Lượng Thọ và nói đến y báo là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà cách đây 10 muôn ức cõi. Cách đây 10 muôn ức cõi có thế giới tên là Cực Lạc, nghĩa là ở trên đó vắng mặt sự khổ đau và niềm an vui cùng cực và kéo dài miên viễn, tức là kéo dài để chúng ta hưởng trong thời gian vô lượng tuổi, tức là vô lượng tuổi thọ. Và chánh báo, tức là nói đến Đức Phật A Di Đà là một vị giáo chủ ở cõi Tây Phương Cực Lạc, và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ ở cõi Ta Bà. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khuyên chúng ta nên về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà, bởi vì cảnh giới này không có sanh già bệnh chết, hay nói khác hơn là không có địa ngục ngạ quỷ và súc sanh, gọi là tam ác đạo. Và cảnh giới của chúng ta thì có tam ác đạo, đó là địa ngục ngạ quỷ và súc sanh. Và thêm đó nữa là tuổi thọ chúng ta rất là ngắn ngủi, cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời mục đích là Ngài giới thiệu 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, cho nên thành ra Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Tịnh hay không Hạ Không hay nói là chư Phật sở dĩ hưng xuất thế, di thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Chư Phật ra đời nói chung cũng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật, Ngài đều nói đến 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, do Đức Phật A Di Đà đã phát nguyện. Khi Ngài thành Phật thì mười phương chư Phật thành Phật ở một quốc độ nào, ở một cảnh giới nào, đều nói đến 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Vì theo thông lệ đó, cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi thành Phật, Ngài nói đến cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà ngay từ lúc Ngài vừa chứng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhập định vào để nói kinh Hoa Nghiêm. Mà trong kinh Hoa Nghiêm có nói phẩm thập đại nguyện vương quy hướng chúng sanh về Cực Lạc, đó là cái phẩm ngũ kinh tịnh độ. Thưa quý vị, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu pháp môn niệm Phật là một pháp môn đại thừa, tức là chúng ta vừa tu mà vừa trợ duyên cho người khác tu, gọi là đại thừa. Và Đức Phật A Di Đà lấy một danh hiệu khác, đó là Vô Lượng Thọ. Và một danh hiệu này đại biểu cho tất cả các danh hiệu khác. Ví dụ như là Đức Phật A Di Đà còn một danh hiệu là Vô Lượng Quang, Vô Lượng Công Đức, Vô Lượng Giác. Nhưng Ngài không có lấy Vô Lượng Quang, Vô Lượng Giác và Vô Lượng Công Đức để đặt đề kinh, mà Ngài lấy Vô Lượng Thọ để đặt đề kinh. Có nghĩa rằng là Vô Lượng Thọ là đại biểu cho vô lượng, mà chúng tôi đã giảng tập thứ 4 đã nói về Vô Lượng Thọ rồi. Và tập thứ 5 chúng tôi nói về Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, thì chúng tôi có nói đến hai cái câu đối mà cổ Hòa Thượng Tịnh Không mà Ngài đã nói ra, và nhiều tịnh tâm lấy hai cái câu đối này để treo, đó là nhìn thấu buông xuống tự tại tùy duyên niệm Phật, chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi. Thì chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi thì hôm trước chúng tôi có nói đến sự chân thành, và chúng tôi có dẫn một mẫu chuyện, đó là Tổ Ấn Quang. Ngài là một vị tổ thứ 13, và Ngài rất tán thán cái bộ kinh Vô Lượng Thọ của Ngài Hạ Liên Cư Hội Tập, và Ngài nói bộ kinh Vô Lượng Thọ này Ngài Hạ Liên Cư Hội Tập rất là hoàn thiện viên mãn, từ cái đề kinh cho đến nội dung kinh
Ngài Hạ Liên Cư đã mất thời gian tương đối khá lâu để mà hội tập cái bộ kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, mà chúng tôi lấy cái bộ kinh hội tập của Ngài Hạ Liên Cư mà do Hòa Thượng Đức Niệm dịch, và Hòa Thượng Đức Niệm cùng với một cư sĩ Minh Chánh, hai vị đã dịch ra cái bộ kinh này bằng tiếng Việt Nam. Chúng tôi đã in cái bộ kinh này tương đối khá nhiều và có tụng Thỉnh Thầy Chí Thoát tụng cái bộ kinh này, đưa lên trang web vô lượng thọ.vn và làm cái máy, trong cái máy MP4, tức là MP4 á, chúng tôi làm 2.000 cái đó, trong đó có gần 200 bài thuyết pháp của chúng tôi và có thêm cái bộ kinh Vô Lượng Thọ chạy chữ karaoke trong đó. Vì vậy cho nên thành ra cuộc đời của chúng tôi nối gót theo sư tổ Ấn Quang và Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không. Đó là khi có được tiền bạc, Phật tử cúng dường, chúng tôi lấy in băng, in đĩa, làm máy niệm Phật, in tượng Phật đem đi tặng cho tất cả mọi người. Đó là cái niềm vui của chúng tôi. Và cái niềm vui của chúng tôi làm cái việc pháp thí này, có ít làm ít, có nhiều làm nhiều, không có khỏi làm. Có ít cho ít, có nhiều cho nhiều, không có thì khỏi cho. Vì vậy cho nên thành ra với việc làm pháp thí quý vị, nó rất là thoải mái. Nghĩa rằng là chúng ta không có ước định là mình phải được bao nhiêu tiền để chúng ta mới có thể làm pháp thí được. Có thể chúng ta có được rất ít tiền, chúng ta cũng có thể in được cái cuốn Cẩm Nang Ăn Chay. Thì cuốn Cẩm Nang Ăn Chay này chúng tôi in rất là nhiều cuốn, và cái cuốn này có chỉ những người mà muốn nấu ăn á. Ở phía sau này có một số món mà người ta hướng dẫn cho những người muốn nấu ăn chay cho gia đình của mình. Theo chúng tôi nghĩ nếu mà những người muốn cho gia đình mình ăn chay á, thì mình học cái món nấu ăn trong này cho thiệt ngon, nấu lẩu, nấu những món ăn ngon thì chắc là gia đình mình ăn thịt ăn cá lâu ngày nó lạ miệng, nó quen miệng ăn thịt ăn cá rồi nó cũng ngán. Nhưng mà mình nấu món ăn chay này lạ miệng thì chúng tôi nghĩ chắc gia đình mình sẽ thích ăn chay. Vì vậy cho nên thành ra nếu quý vị nào chưa có cuốn Cẩm Nang Ăn Chay này thì chúng ta có thể lên trang web vô lượng thọ.vn, chúng ta kéo xuống nếu chúng ta ở các nước trên thế giới, hay còn nếu ở tại Mỹ và Việt Nam, chúng ta có thể liên lạc với ban tổ chức của Pháp hội Vô Lượng Thọ để chúng ta xin cái cuốn này. Thì hôm trước chúng tôi có tặng cho quý Phật tử ở bên trường YB, tổ chức Pháp hội Vô Lượng Thọ và Ngũ Bích Danh, cũng như là tặng cho quý Phật tử trong những ngày Pháp hội ở tại Independent High School tại San Jose, miền Bắc Cali, Hoa Kỳ. Thì nếu chúng ta được những cuốn sách này thì chúng ta nên photo hoặc giới thiệu cho bạn bè mình cùng xem. Đây là một phương pháp mà Đức Phật dạy tối ưu quan trọng, đó là pháp thí thắng mọi thí, pháp vị thắng mọi vị và á diệt hết khổ đau. Như vậy hôm nay công việc của chúng ta là đem chánh pháp của Như Lai truyền cho nhân loại bằng cách là in băng kinh đĩa sách chúng ta tặng cho mọi người và đưa lên trên mạng lưới internet qua những cái trang web để cho mọi người có thể ngồi tại nhà xem, đọc và nghe những tư liệu về pháp môn Tịnh Độ nói chung, cũng như là chúng ta đem những cái phương pháp Cẩm Nang Ăn Chay nói riêng đem đến cho tất cả mọi người mọi nhà. Thì thưa quý vị, cái niềm vui lớn nhất của chúng tôi vẫn là thích muốn đem cái chánh pháp của Như Lai, nhất là pháp môn Tịnh Độ, để truyền cho sanh chúng trong thời mạt pháp này. Và chúng tôi cũng thường thường xuyên giới thiệu cái cuốn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục của Tổ Ấn Quang. Và cái cuốn này tối ưu là quan trọng. Vừa rồi các chú bên Việt Nam có báo chúng tôi là Phật tử nghe chúng tôi giới thiệu cái cuốn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục. Cho nên thành ra rất nhiều Phật tử ở Việt Nam gọi điện lên Tịnh Thất Quan Âm để xin cái cuốn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục.
Còn một số quý Phật tử ở các nước châu Âu, Úc, Canada vân vân, thì cái thông tin để chúng ta liên lạc và gửi sang các nước cho quý vị thì nó hơi lâu. Thì quý vị có thể lên trang web vôlượngthọ.vn, quý vị vào trong cái mục kinh sách đó, thì quý vị xem, quý vị có thể in, kéo xuống chúng ta in ra thành sách để chúng ta tặng cho mọi người. Tuy rằng nó không đẹp như cái cuốn sách mà nhà in người ta in có hình như vậy, nhưng mà chúng ta cũng lấy được cái nội dung chúng ta đem tặng cho mọi người. Có thể chúng ta lấy từng đoạn nào mà chúng ta thấy hay á, chúng ta đọc thấy một đoạn nào hay, chúng ta có thể copy trong cái file Word đó, làm thành một cái tư liệu, rồi chúng ta có thể đưa lên Facebook hoặc gửi cho bạn bè mình cái lá thư. Khi mình gửi thư thăm bạn bè mình rồi, bắt đầu mình đưa một cái đoạn của Tòa Án Quan. Thì chúng tôi nghĩ nếu quý vị làm được việc này thì đem cái lời dạy của Tòa Án Quan, mà theo như trong sử liệu nói Ngài là một vị Bồ Tát quá thân, đó là Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài là quá thân của Ngài Đại Thế Chí là bởi vì chúng tôi có một dịp nghe Hòa Thượng Tịnh Không kể cái mẫu chuyện, đó là trong một gia đình đó có một đứa bé trong đêm khuya nằm mơ thấy Bồ Tát Quán Thế Âm nói rằng vài ngày nữa có một vị tên là Ấn Tổ, là Tổ Ấn Quang, đến nhà con thăm. Và Tổ Ấn Quang này là quá thân của Ngài Đại Thế Chí. Thì đứa bé này được dì hoặc bà dắt đi chùa, thấy trong chùa có tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà ít có chùa thờ Bồ Tát Đại Thế Chí, cho nên thành ra đứa bé này cũng không biết Đại Thế Chí là ai và chưa thấy qua lần nào. Cho nên thành ra đứa bé này khi thức dậy mới nói với dì của mình: dì ơi, trong Đạo Phật mình có Bồ Tát Đại Thế Chí hay không? Thì bà dì nói: con hỏi như vậy mục đích là gì, có ý nghĩa gì không? Thì kêu là hồi đêm con nằm mơ con thấy có Bồ Tát Quan Âm. Thì hình tượng Bồ Tát Quan Âm thì con biết, con nhớ, con đi lên chùa con có thấy, nhưng mà hình tượng Bồ Tát của Đại Thế Chí thì con không có thấy. Như vậy có Bồ Tát Đại Thế Chí hay không mà hồi đêm con nằm mơ con thấy Đức Quan Âm Bồ Tát nói Tổ Ấn Quang, mà con thường nghe ba hay nói là Tổ Ấn Quang biết, ba biết Tổ Ấn Quang, và Tổ Ấn Quang là quá thân của Ngài Đại Thế Chí. Thì khi đứa bé này nói như vậy thì dì của đứa bé này nói có Bồ Tát Đại Thế Chí, nhưng mà hình tượng của Bồ Tát Đại Thế Chí ít có ai làm một cái pho tượng để trước chùa, hoặc là nhiều chùa làm cái tượng Bồ Tát Đại Thế Chí nhưng mà có Bồ Tát Đại Thế Chí kêu như vậy. Thì Tổ Ấn Quang mà con thường nghe ba con nhắc đó là một vị tổ mà quá thân của Ngài Đại Thế Chí. Thì đứa bé này kể lại cho ba nó nghe. Thì quả thiệt vài ngày sau Tổ Ấn Quang có cái việc gì đó ghé ngang thăm nhà của đứa bé. Thì ba của đứa bé mới kể lại cho Tổ Ấn Quang nghe sự việc mà đứa bé nằm mơ thấy Bồ Tát Quan Âm kể cho đứa bé này nghe là Tổ Ấn Quang là quá thân của Ngài Đại Thế Chí. Thì Tổ Ấn Quang mới nói rằng là ông không được nói điều này. Nếu mà ông nói ra điều này thì ta vĩnh viễn không bao giờ đến nhà ông nữa, mà ta không chấp nhận điều ông nói. Thì ba của đứa bé này vẫn im lặng luôn, không có nói ra sự việc này. Và trong cái lúc đêm khuya đó thì Bồ Tát Quán Thế Âm có nói thêm một điều nữa là trong 3 năm nữa thì Tổ Ấn Quang sẽ ra đi thâu thần tịch diệt. Thì đúng như vậy quý vị, 3 năm sau thì Tổ Ấn Quang ra đi. Thì Hòa Thượng Tịnh Không nói cái cốt truyện này có trong sử liệu và Hòa Thượng được nghe đó. Vì vậy cho nên thành ra cái truyền thuyết mà kêu Tổ Ấn Quang là quá thân của Ngài Đại Thế Chí, đây là một giấc mơ mà đứa bé đã nghe, và đúng sự thực đó là Tổ Ấn Quang vài ngày nữa đến gia đình của đứa bé này thăm. Và với hai nữa là 3 năm nữa Tổ Ấn Quang thâu thần tịch diệt bảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì đúng 3 năm nữa. Thì chúng ta thấy rằng những lời của
Ấn Quang nói ở trong Ấn Quang Đại Sư Giang Ngôn Lục, tức là lời của Ngài Đại Thế Chí. Và trong tất cả các vị tổ thì có một số các vị tổ tu từ thiền sang tịnh độ, giống như Ngài Triệt Ngộ Thiền Sư, Mã Minh Long Tượng trong nhà thiền, có một số các vị tu mật tông chuyển sang tịnh độ, nhưng mà hầu như là các vị tu thiền tu mật trở về sau cuối đời hầu như là xuyến dương tịnh độ và làm biểu pháp của tịnh độ, để cho mọi người phát nguyện vãng sanh, nương theo cái biểu pháp này để phát nguyện vãng sanh. Nhưng riêng Ngài Ấn Quang thì Ngài tu tịnh độ từ lúc bắt đầu Ngài biết Đạo Phật, là bắt đầu Ngài đi vào pháp môn tịnh độ, chứ không phải từ thiền chuyển sang tịnh độ. Và những cái hành trạng của Tổ Ấn Quang gần gần giống như là Ngài Đại Thế Chí, nghĩa là Ngài cũng nói là tụng một kinh niệm một Phật, và đừng nói niệm một Phật không bằng nhiều Phật, đừng nói tụng một kinh không bằng nhiều kinh, và đừng nói lạy một Phật không bằng nhiều Phật. Vì Ngài Xiển Dương là nhất môn thâm nhập trường thời huân tu, và cái điều mà chúng tôi tâm đắc nhất đó là Ngài Ấn Quang Đại Sư có nói là niệm 4 chữ cũng được hoặc 6 chữ cũng được, mà niệm làm sao cho toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật không hai, tâm Phật nhất như, tâm không Phật hiện. Nếu ai nói rằng niệm 4 chữ A-di-đà Phật là không đủ một danh hiệu, là thiếu 2 chữ Nam Mô, thì chúng ta coi lại cuốn sách Ấn Quang Đại Sư Giang Ngôn Lục. Và nếu cái cuốn mới là 118 và cái cuốn cũ là 133, thì chúng ta coi lại để biết rằng một danh hiệu của Phật A-di-đà, nếu chúng ta niệm 4 chữ ngắn gọn A Di Đà Phật cũng đủ một danh hiệu, đó là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng giác và vô lượng công đức. Nếu niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng được, nhưng riêng, lắng nghe ha, riêng Hòa Thượng Tịnh Không có nói, nếu chúng ta niệm 4 chữ A Di Đà Phật thì bớt 2 chữ Nam Mô vẫn không thiếu danh hiệu, nhưng lúc lâm chung rất là thuận tiện cho chúng ta, vì lúc lâm chung hơi thở ngắn, sức cùng lực kiệt, mà chúng ta niệm 4 chữ A Di Đà Phật như vậy dễ nhiếp tâm, dễ cảm giới Phật. Và Phật Thượng Tịnh Không có nói thêm là 2 chữ Nam Mô là xưng tán, xưng tán tức là tán thán, là chúng ta cung kính. 2 chữ Nam Mô là quy mạng, là cung kính, là quay về. Và bất cứ một danh hiệu Phật nào cũng có cung kính, quy mạng và quay về, là đó, hai đó là 2 chữ Nam Mô. Còn A Di Đà Phật là xưng niệm, mà trong kinh A Di Đà Phật nói là nhất tâm xưng niệm, chứ không phải là nhất tâm xưng tán. Quý vị coi lại kỹ những cái đĩa của Hòa Thượng Tịnh Không. Và trước khi chúng tôi sang đỉnh lễ Hòa Thượng Tịnh Không năm 2014, chúng tôi có đặt ra cái câu hỏi mà Hòa Thượng có giảng, và giảng ngay cái lúc chúng tôi có sang Hồng Kông. Quý vị nghe lại cái đĩa, hình như vào số 23 là hay là 25 gì đó, mà Hòa Thượng giảng Đại Kinh Khoa Chú, mà chúng tôi đã dịch xong để lên trang web vô lượng thọ.vn đó. Quý vị lên xem 25 hoặc 23 là Hòa Thượng có nói là niệm 4 chữ cũng được, niệm 6 chữ cũng được. Ngài Liên Trì á, Ngài có nói rằng là nếu chúng ta niệm 4 chữ mà chúng ta tin tuyệt đối danh hiệu Đức Phật A Di Đà, và có Đức Phật A Di Đà ở bên Tây Phương Cực Lạc, thì chúng ta niệm 4 chữ không sao. Còn những người chưa có tín tâm về pháp môn tịnh độ thì Ngài chỉ cho họ niệm 6 chữ. Như vậy 6 chữ cũng được và 4 chữ cũng được, chúng ta không nên bàn cãi chuyện này ha. Vì vậy cho nên chúng tôi hay nói về cái việc là chấp trì danh hiệu. Và chấp trì danh hiệu thì A Di Đà Phật là đủ một danh hiệu. Mà danh hiệu này là trang nghiêm, là thanh tịnh, là bình đẳng, là chánh giác, là từ bi. Và chúng tôi giảng vô đề kinh còn lại và nói đến cái câu đối của Hòa Thượng đã lấy đề kinh làm câu đối, đó là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Trong danh hiệu A Di Đà Phật chứa đựng cái quả giác là trang nghiêm, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác
và từ bi. Trang nghiêm là nhân, thanh tịnh là quả. Nếu thân tướng chúng ta trang nghiêm, đoan chánh thì lòng chúng ta được thanh tịnh. Thân tướng của những người mà trang nghiêm, trang nghiêm nghĩa là đi đứng nằm ngồi, nói năng im lặng, mặc áo ăn cơm đều là trang nghiêm hết. Trang nghiêm là sao quý vị? Nghĩa là trong nhà chúng ta khi lên trên bàn Phật, chúng ta mặc áo tràng vô cho trang nghiêm. Và trên bàn Phật chúng ta cũng thiết đặt bông hoa, trái cây cho thiệt trang nghiêm. Hoàng Hòa Thượng nói nè, nếu chúng ta ở trong nhà mặc quần, mặc áo trong mọi lúc, để gì? Để vừa trang nghiêm thân tướng của mình mà làm biểu pháp dạy dỗ cho con cái. Cái chỗ này quan trọng nha. Mình ở nhà mình mặc quần đùi, mình cởi trần, hoặc giả là mình mặc áo thun ngắn tay thì con cái mình nó cũng bắt chước. Và có một số người phụ nữ cũng vậy, mặc quần đùi. Rồi ở trong nhà chúng ta không có mặc đồ cho nó trang nghiêm. Lẽ dĩ nhiên không phải là giống như chúng ta đi ra bên ngoài ăn đám cưới hoặc đi ra bên ngoài. Có những người đi ra ngoài người ta sửa soạn rất là nhiều, nhưng mà khi ở trong nhà nhìn thấy nó tèm hem lắm. Đồ đạc để sao mà nó không có ngăn nắp. Cho nên thành ra quý vị biết, ở trong một cái lúc chúng tôi nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói, cái miếng khăn, cái khăn lau mặt mà bằng loại giấy, loại miếng mỏng á, thì Hòa Thượng lau xong Hòa Thượng cũng xếp ngay ngắn để như một cái góc, hoặc bỏ vô trong cái thùng rác cũng bỏ rất là gì, rất là ngay ngắn. Thì Ngài nói là nhờ cái miếng giấy này mà mình lau mặt được sạch sẽ, làm cho thân mặt, làm cho gương mặt của mình được sạch sẽ, trang nghiêm, mình cảm ơn nó. Cho nên sống trong thế giới biết ơn là mình phải cảm ơn loài người, cảm ơn loài vật, động vật, và cảm ơn sự vật chúng ta đang sử dụng nó. Thì nếu mà chúng ta tập lần trong nhà của mình ăn, bận, ngủ, nghỉ đều trang nghiêm, thì nếu mà ăn, bận, ăn mặc, ngủ, nghỉ đều trang nghiêm, thì mình tập cái phong cách như vậy để làm gì? Để cho thành một cái thói quen, để mà mình chỉ lại cho con cái của mình. Mà trang nghiêm trong kinh này muốn nói đó là quốc độ Tây Phương Cực Lạc, trang nghiêm thanh tịnh. Mà đã trang nghiêm thanh tịnh rồi thì quốc độ này là bình đẳng. Bình đẳng nghĩa là sao? Bình đẳng là khi con người sanh về bên đó, thân tướng của họ đều giống nhau, đó là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp và thân sắc vàng ròng. Thân sắc của họ không bệnh đau. Mai sáng chúng ta nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói, thân sắc của người ở Tây Phương Cực Lạc, người ta không đau bệnh và giống nhau. Và giống nhau nghĩa là họ là một loại thân. Thân đó nó vượt ra khỏi đối đãi là nam và nữ, mà thân này là thân tử ma chân kim. Tử ma chân kim tức là thân này không đau bệnh. Và thân thể này được công đức nguyện lực của Đức Phật A Di Đà tạo nên. Nếu chúng ta được cái thân tử ma chân kim 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, chúng ta phải tu thời gian rất lâu quý vị. Lâu lắm là nghĩa là bao lâu? Đôi khi ba đại A Tăng kỳ kiếp, lâu lắm. Còn nếu chúng ta trong một đời này mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì được cái thân tướng là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp và thân sắc vàng ròng, giống hệt như thân sắc của ta. Của ta tức là giống hệt như thân sắc của Phật A Di Đà. Nếu không được như vậy, thề ta không thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy Đức Phật A Di Đà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác là cảnh giới của Ngài đã trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng, chánh giác từ bi. Cho nên đề kinh này nói lên y báo và chánh báo, y báo và chánh báo của nước Tây Phương Cực Lạc.
Vì vậy cho nên thành ra đối với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là một cảnh giới mà khoa học không thể chứng minh. Bây giờ nhớ nghe, nếu bây giờ khoa học nó chế ra một chiếc phi thuyền cũng như là chúng tôi đang ngồi tại San Jose miền Bắc Cali Hoa Kỳ, là nơi thung lũng hoa vàng của điện tử, họ có thể chế ra tất cả những con phi thuyền tối tân nhất để họ bay lên trên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, xem thử coi cảnh giới này có thực là trong kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy họ có đi đến được không quý vị? Không được. Vì sao không được vậy? Vì họ lấy cái tâm vọng động phân biệt chấp trước để chế ra những cái vật liệu phi thiền đi lên trên công trăng thì được. Chứ nếu mà họ lấy cái tâm phân biệt chấp trước, suy nghĩ vọng động mà chế ra một loại phi thiền tối tân nhất, hiện đại nhất, và về sau những vị khoa học mà giỏi, bác học mà giỏi, kỹ sư giỏi cỡ nào cũng không thể chế ra một con phi thiền để chúng ta đi về tới cảnh giới cực lạc của Phật Di Đà. Bởi vì cảnh giới này là cảnh giới siêu vật chất. Lắng nghe chữ siêu vật chất. Siêu vật chất nghĩa là không có thể dùng cái tư tưởng chế ra một loại vật chất nào dầu cho tàn hình mà đi đến cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mà cảnh giới này chỉ có tâm tưởng mình đi đến được. Mà tâm tưởng mình phải là tâm tưởng thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Lắng nghe chỗ này quan trọng. Nếu tâm tưởng mình mà chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi thì tâm tưởng mình là chánh báo. Nó sẽ tương ưng với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mà cảnh giới này cũng chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Y báo là cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Chánh báo của mình cũng là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Thì y báo và chánh báo này nó phối hợp, nó phù hợp và nó hòa nhập với nhau. Thì trong một sát na, một giây khắc, một búng ngón tay là khẩy tay chẳng nhọc đã đến liên trì, không còn chế một cái phi thiền nào khác. Bởi vì khi chúng ta chế một cái phi thiền, tâm chúng ta nó không đạt được cái tiêu chuẩn là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác và từ bi, thì chúng ta chế ra cái vật nó cũng sẽ không chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác và từ bi. Cho nên nó không khế hợp với cảnh giới chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác và từ bi. Chỗ này hơi sâu một chút. Giờ lắng nghe nè. Tất cả vật dụng dầu cho phi thiền tối tân nhất cũng xuất phát từ tâm tưởng của con người. Tâm tưởng của con người ở đây tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là nhất thiết di tâm tạo, là tất cả sự vật đều từ cái tâm tưởng con người mà sanh ra, là sáng tạo phẩm của con người, sáng tạo phẩm tư tưởng của con người, cũng như là cái ghế, cái tượng Phật, tấm hình, bức tranh, ngôi nhà này và tất cả phương tiện khác cũng từ cái tâm tưởng con người suy nghĩ. Mà tâm tưởng con người ở cõi này nó không được trang nghiêm, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, cho nó chế ra những vật nó thô phù, nó không có trang nghiêm, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi đẹp giống như là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Vì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc do cái sáng tạo phẩm trong tư tưởng của Đức Phật A Di Đà và của hàng thánh chúng và của con người đã được bổ sứ về bên đó, tư tưởng họ trang nghiêm, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, cho nên cái quốc độ là chỗ ở của họ nó cũng trang nghiêm, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Còn cái tâm của chúng ta ở cõi này nó không có trang nghiêm, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, chưa đạt được cứu cánh viên mãn, cho nên chúng ta chế ra cái vật dụng nó thô phù và nó không có đạt được cái tiêu chuẩn mà để chúng ta hưởng thụ lâu dài. Cái thời gian cái nó hư, thời gian cái nó hư. Như vậy hôm nay chúng ta hiểu được, muốn đạt được một cái nơi là y báo ở cho được bình yên, thanh tịnh, trang nghiêm,
thì tâm chúng ta cũng phải được thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng, chánh giác và từ bi. Nhớ hai chữ từ bi. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Ban vui cho chúng sanh và cứu khổ cho chúng sanh. Đó là mục đích mà Đức Phật ra đời Ngài làm. Ngài đem chánh pháp ban vui cho chúng sanh và đem chánh pháp cứu khổ chúng sanh thì nó mới rốt ráo là ban vui cứu khổ. Ví dụ có một số người đem thức ăn, vật dụng mang đi giúp cho những người nghèo, những người bị thiên tai lũ lụt, dĩ nhiên cái đó cũng là ban vui và cứu khổ. Nhưng mà cứu cái đó là cứu cái ngặt chứ không có cứu được cái nghèo. Và cứu cái đó là cứu cái khổ tạm thời, chứ không có thể cứu cái khổ là vượt ra khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, để họ ra khỏi cái tam giới này, họ ra khỏi cái lục đạo luân hồi này. Thì cái cứu khổ đó nó chỉ tạm thời trước mắt, không phải là cứu khổ rốt ráo. Vậy bây giờ chúng ta đem cái gì để cho họ, để họ thoát khỏi luân hồi sanh tử, cứu cho họ ra khỏi cái khổ của lục đạo luân hồi? Đó là chúng ta đem cái chánh pháp, nhất là pháp môn tịnh độ trong thời Phật pháp này đến cho họ. Dĩ nhiên chúng ta cũng đi làm từ thiện, chúng tôi không có chê bai chỉ trích hoặc bác bỏ, mà cái đó chỉ là cái cứu khổ tạm thời. Mà chúng ta một phần đem cái vật chất đến cho họ, và làm sao mình sắp xếp nghiên cứu đem cái chánh pháp của Phật á đến cho họ. Nhưng mà lạ lắm nha quý vị nghe. Có những nơi họ khổ quá rồi mà họ không tiếp nhận được chánh pháp. Như vừa rồi có hai anh chị ở bên Mỹ, và hai anh chị này thật ra cũng không phải làm hãng xưởng gì giàu đâu, đi cắt tóc và để dành dụm tiền. Và anh chị này cũng có một cái ngộ, vợ thì thích nghe pháp của chúng tôi lắm, nhưng ông chồng thì chưa có biết đạo, cũng không có thích đi đến chùa, không thích đi đến nghe pháp. Nhưng bà vợ nói anh à, hôm nay thầy Giảng Nhàn tổ chức pháp hội Ngũ Bách Danh và pháp hội Vô Lượng Thọ, anh đến nghe đi. Kêu, không, bà đi đi, tôi không có đi đâu. Thì bà vợ năn nỉ, kêu, tôi đã nói không đi mà bà cứ năn nỉ hoài. Kêu vậy thôi anh chở em đến ngay cái cổng rồi anh đi về cũng được. Kêu, được, tôi chở tới cổng thì được. Thì chở tới cổng cái bà vợ kêu thôi anh vô một chút xíu đi cũng được, anh vô anh coi thấy trong này sao anh về cũng được chứ có cái gì đâu. Thì anh vừa vô anh thấy sao mà cái pháp hội Ngũ Bách Danh với lại là Vô Lượng Thọ trang trí ở trong cái trường YB, cái trường mà Giê Bà Bù Nà, sao mà đẹp quá. Anh vô anh nhìn anh thấy anh thích, anh mê quá. Anh kêu ồ vậy thôi để anh ngồi thử có ông thầy nào ông nói gì. Giờ anh ngồi anh nghe, sao anh nghe cũng có lý, sao mà người ta đông quá chừng vậy nè, đủ thành phần, già có, trẻ có, trình độ trí thức có, giàu có, nghèo có, đủ tình thành phần trong này, anh thích quá. Anh nghe một ngày, hai ngày, ba ngày, anh thích quá, xong cả anh đi luôn 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 luôn, anh đi mãi đến cái pháp hội thứ năm thứ sáu ở tại Independent High School ở tại San Jose này. Thì sau đó là anh thích quá, anh xuống đây anh thăm chúng tôi. Và anh thăm chúng tôi xong rồi thì chúng tôi hỏi có đi Hawaii sang năm không? Anh kịp đi, anh sắp xếp anh đi. Bây giờ anh rất là thích và anh xin phát tâm quy y. Chúng tôi đặt pháp danh đó là Diệu Âm Đức An. Anh là nam. Thì anh này, nam là Diệu Âm Đức An, còn nữ là Diệu Âm Liên ha. Lấy Liên Tịnh Liên Hoa vậy đó. Thì hai vợ chồng để dành được một ít tiền phát tâm làm một số mấy cái máy mà trong đó có âm điệu niệm Phật của chúng tôi và có thêm những bài thuyết pháp của chúng tôi. Hai anh chị nghe chúng tôi giới thiệu ở trên cái trường học cái đi bên đành đó, là cái máy này giúp ích cho rất nhiều người, đó là họ nghe tiếng niệm Phật và có cái âm điệu niệm Phật trợ niệm của chúng tôi. À, là niệm Phật chung với đại chúng mà khi để quan tài của thân mẫu chúng tôi ở tại Tịnh Thất Quan Âm, rồi có những cái âm điệu để chúng ta ngồi trợ niệm, chúng tôi cùng với đại chúng trợ niệm á. Thì cổ thích quá thì cổ kêu chúng tôi làm 500 cái máy, hình như là 5.000 mấy đô đó. Thì cổ cho số điện thoại ở Đà Nẵng, tức là chỗ bà chị ở đó. Thì bà chị nói rằng
Ở đây họ nhận thức ăn không à, họ không có nhận máy đâu, cái máy này chắc họ không biết thôi, đừng có mang về. Họ nhận mì gói thức ăn đồ này nọ. Thì có gọi lại, cô nói thầy ơi bây giờ chị còn ở Việt Nam ở Đà Nẵng á, nói là máy mình gửi về người ta không có nhận đâu, bởi vì mình gửi cái máy về như vậy á, là họ không nhận, mình bỏ phí lắm. Thì chúng tôi nói ồ vậy không đủ duyên thì thôi khỏi làm, chúng tôi định đặt nhưng mà thôi khỏi, không sao đâu. Thì quý vị thấy làm pháp thí nó khỏe lắm, người ta kêu mình làm thì mình làm, người ta kêu thôi khỏi làm mình khỏi làm, mình có tiền thì mình làm, không có tiền không làm, có tiền ít mình làm ít, có nhiều mình làm nhiều. Cho nên cái pháp thí này nó không bị ràng buộc, chúng tôi thấy rất là thoải mái, không có định đặt đặt định một cái sự việc đó để mà mình phải làm, mà mình có bao nhiêu tiền đó mình mới làm được. Vì vậy cho nên thành ra 2 3 bữa sau cái gặp hai vợ chồng gọi lại, nói thầy ơi thôi con đã phát tâm con làm mấy rồi, giờ nếu tại Đà Nẵng không có nhận đó thì thầy làm xong thầy tặng cho ai đó thầy tặng đi, con đã phát tâm làm mà con làm. Bây giờ con tin tưởng cái công đức pháp thí nó rất là thù thắng. Thì chúng tôi cái ồ làm hả, ồ vậy thì làm. Thì chúng tôi mới làm tặng cho các cụ các chú ở tại tỉnh thất ở khu chiên tu, hình như 500 cái chúng tôi tặng. Thì chúng tôi thấy rằng cái pháp thí để mình tặng cho mọi người, đôi khi mình đem pháp đến cho họ mà họ vẫn không biết, họ vẫn không tin và họ không thấy cái đây là pháp bảo. Mười phương chư Phật cũng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, nhưng họ không thấy đây là quý báu, họ không thấy đây là bảo, bảo tức là quý báu. Cho nên thành ra sáng hôm nay chúng tôi nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói, chúng tôi nói đúng thiệt. Đức Phật nói trăm ngàn ức kiếp hôm nay mới gặp. Và hiện tại trên toàn cầu, năm châu là 7 tỷ người. Mà Phật giáo chúng ta vào tầm khoảng 700 ngàn người trở lại. Mà công giáo với lại là Hồi giáo cũng như những cái tôn giáo khác thì họ chiếm trên 2 tỷ. Mà nhất là công giáo rất là đông. Như vậy Phật giáo chúng ta 700 triệu người, mà nói về 7 tỷ thì được có 1 phần 10, 1 phần 10. Nhưng mà 700 ngàn người mà để họ biết được pháp môn tịnh độ niệm Phật cầu vãng sanh á, thì số lượng bao nhiêu quý vị? Quá ít, ít lắm. Cho nên pháp môn niệm Phật này là pháp môn khó tin. Vì pháp môn khó tin cho nên thành ra cái số người theo quá ít quý vị. Cho nên thành ra sự thực mà nói, cuộc đời của chúng tôi đi trên cái lộ trình để xiển duyên pháp môn tịnh độ này chỉ một mình một bóng, không có bạn lữ quý vị. Và Thượng Tịnh Không nói tôi đi tìm thêm một người bạn mà nhất môn thâm nhập trường thời huân tu, tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, giảng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, niệm một câu Phật hiệu, cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, không trụ trì, không quản tăng, không quản tự, không quản tài, phát Bồ Đề tâm một đời buông xuống vạn siên để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, tìm không có. Đúng thiệt như vậy, khó thiệt. Trong thời đại hôm nay Đức Phật mới nói là xây các chùa tháp kiên cố rồi đấu tranh kiên cố. Ai cũng sẽ nghĩ rằng mình xây một ngôi chùa cho thiệt lớn, xây tháp cho thiệt lớn. Đó là xu hướng trong thời đại hôm nay mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rất là đúng. Và Lão An Sư Thượng Tịnh Hà không là đi trên lộ trình là không xây chùa, không xây tháp, chết đem đi thiêu, rải trên núi, rải xuống sông, xuống biển là xong. Chúng tôi thích cái đường hướng này. Vì vậy chúng ta mới nói rằng khi sát thân tứ đại đất nước gió lửa này bỏ, không có gì là quý báu nữa hết, thọ mạng hết,
chúng ta thiêu nó đi, đem bỏ trên núi, đào cái lỗ rải nó xuống dưới đó. Bây giờ cái hũ cốt đó chúng ta mang về có một hũ tro, còn lại cái tro mà thiêu chúng ta nó quá chừng nhiều, một thúng một bao luôn mà, chúng ta cũng phải bỏ thôi. Vậy chấp chi cái hũ cốt đó, rồi chúng ta phải là xây cái tháp, hoặc là chúng ta gửi vô một cái chùa, nó phải tính 4.000, 5.000, 3.000 cái hũ cốt đó quý vị. Dĩ nhiên quý vị có tính tâm thương người đó mang hũ cốt giờ gửi, chúng ta không nói. Mà cái đó nó thực sự mà nói thì cái quan trọng đó là lúc hiện tại còn sống họ tạo những cái phước nghiệp thiện, và lúc lâm chung họ đi về một cái cảnh giới an lành, cái đó là cái quan trọng nhất. Còn cái hình thức đó không quan trọng lắm, hình thức đó không quan trọng đó. Vì vậy cho nên tại tỉnh Thất Quan Âm khi mất thì mang lên thiêu, gia đình họ muốn giữ gửi tại tỉnh Thất khoảng 49 ngày rồi đem đi rải, không có xây tháp để chứa hũ cốt. Còn chùa nào xây tháp chứa hũ cốt cũng không sao, nhưng nếu chúng ta 49 ngày xong mang đi rải cho nó sạch sẽ, để trong nhà chúng ta đó, đi thiêu xong để trong nhà chúng ta, để chúng ta ăn chay niệm Phật tụng kinh 49 ngày rồi đem đi rải cũng không sao, đâu có gì đâu. Quý vị biết một người mất cho người ta bao nhiêu, đâu phải như hũ cốt đó đâu, ít nhất gì là cũng một thúng. Một thúng thì chúng ta chỉ lấy hũ cốt, còn lại số lượng còn dư đó người ta cũng đem đi người ta đổ chứ có các cái cớ gì đâu mà chúng ta phải thờ dữ quý vị. Dĩ nhiên thờ là cái chuyện đó không sai, nhưng chúng ta đủ thuận tiện thì thờ, mang vô chùa gửi, còn không có tiền, không đủ thuận tiện nhân duyên, chúng ta đem về nhà xong đến bao lâu? 49 ngày chúng ta đi rải. Cái đó là những cái quan niệm của chúng ta thực sự mà đúng. Ở Ấn Độ quý vị biết làm gì không? Khi người mất họ thiêu xong đó, họ đẩy xuống dưới sông Hằng, họ kêu xong rồi đó thì cũng xong thôi. Vì vậy cho nên thành ra đối với chúng tôi thấy rằng một cái duyên để chúng ta hiểu về tịnh độ thì đòi hỏi chúng ta phải cần có những cái cuốn sách Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục. Một lần nữa chúng tôi giới thiệu quý vị, đây là cuốn sách gối đầu giường. Quý vị nên nghiên cứu cái cuốn sách này, đọc cái cuốn sách này cho nhiều lần. Có thể chúng ta mở ra trên xe chúng ta nghe. Quý vị lên trang web vô lượng thọ.vn, chúng tôi có cho đọc ra MP3 rồi đó, tức là MP3 đó. Quý vị để lên xe, quý vị nghe suốt. Đi trên xe cũng nghe, trong phòng cũng nghe. Quý vị đi đâu, quý vị cũng nghe hết. Cái câu Phật Pháp nó thấm từ từ. Chứ nếu mà quý vị canh đĩa mới chúng tôi, lâu lâu quý vị mới nghe, 2-3 ngày mới có, hoặc tuần lễ, có khi nửa tháng mới có một đĩa chúng ta nghe, thì như vậy nó không có thấm vô đâu hết trơn. Mà chúng ta phải nghe hàng ngày. Mở MP3 đĩa của Hòa Thượng, mở sách Ấn Quang, mở đĩa của chúng tôi ra, quý vị có nghe hàng ngày, rảnh là quý vị có nghe, không để đầu óc nó suy nghĩ cái việc gì khác, thì tâm quý vị từ từ 1 tháng, 1 năm, 10 năm và 20-30 năm mà tâm quý vị sẽ thanh tịnh. Và lúc đó quý vị muốn nghĩ xấu người khác, quý vị muốn buồn bực, quý vị không buồn bực được nữa. Và những cái thói hư tật xấu quý vị đi chơi rồi quý vị la cà nhà người này người nọ, hoặc gặp để mình nói xấu người này người nọ, thì quý vị không có muốn làm việc này nữa. Bởi vì cái tâm chúng ta đang nghe chánh pháp thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi, thì cái cảnh giới, tức là chỗ ở chúng ta đó, nó cũng thích ở chỗ thanh tịnh, nó thích ở ngay chỗ mà không có nhiều người đến làm phiền. Mà muốn như vậy thì tâm chúng ta phải thanh tịnh. Mà muốn thanh tịnh thì chúng ta phải nghe pháp, niệm Phật, tụng kinh. Mà một ngày 24 tiếng đồng hồ chúng ta chỉ nghe sáng 2 tiếng tụng kinh, tối 2 tiếng tụng kinh. Còn những bình thường, lúc bình thường á, chúng ta không niệm Phật, không nghe pháp, thì 4 tiếng đồng hồ đó mà để được tâm thanh tịnh á thì rất khó. Bởi vì 20 tiếng cái tâm chúng ta vọng động, mà chỉ lấy 4 tiếng để làm cho tâm ta thanh tịnh á, thì khó để mà đạt được cái sự thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn nói với quý vị một cái phương pháp, đó là hàng ngày chúng ta nghe pháp. Nghe pháp bằng cách là lấy cái âm thanh MP3, MP3 á, để vô lỗ tai. Khi vô hãng xưởng thì chúng ta nghe bằng một cái máy headphone á, chúng ta gắn vô lỗ tai chúng ta nghe. Và nếu chúng ta về nhà đó thì chúng ta mở ra có tivi hình ảnh,
Nhiều lúc chúng ta quay lại nhìn chút xíu coi mặt mũi ông thầy nhàn bữa nay ra sao. Ha. Rồi lâu lâu mình đến gì? Mình coi chút xíu cái cảnh trang hoàng, cái chánh điện, bàn thờ sao. Mình huân tập những cái thấy đó là thấy thanh tịnh, nghe đó là nghe thanh tịnh, nghĩ đó là nghĩ thanh tịnh. Thì tâm mình phải thanh tịnh không? Phải. Mà bước đầu mình không cần cái phương tiện là nhìn thấy đĩa băng, không cần nghe pháp để cho cái tâm mình mà suy nghĩ thanh tịnh. Cái chuyện này không phải dễ, khó vô cùng. Cái tâm mình mà không lắng nghe cột vào trong lời pháp và mình không có suy nghĩ về chánh pháp thì tâm của mình nó sẽ vọng động, nó phiền não, nó phân biệt chấp trước. Mà quý vị lắng nghe nha, đến một cái lúc mà nó vọng động mà mạnh mạnh, nghĩa là cái năng lực nó thành khối á, nó phiền não chất chồng á, khi quý vị quay lại nghe chánh pháp nghe không nổi nữa, nó không còn một cái ý vị, một cái thích thú gì để mình nghe hết trơn đó. Lúc đó bắt đầu nghiệp chướng, nó chướng ngại, nó không cho mình nghe chánh pháp, nó không cho mình nghĩ chánh pháp. Bởi vì cái năng lực buồn phiền giận hờn mà chúng ta tích tập hàng ngày nó lên thành khối rồi, mà cái khối năng lực đó nó bao bọc tâm chúng ta, rồi nó đẩy chúng ta đi vào trong một cái cảnh giới buồn phiền khổ đau bực bội tức tối, và tìm những cái cách để kết liễu cái thân mạng này, và nghĩ rằng khi tích liễu cái thân mạng này là tư tưởng này không khổ nữa. Không phải. Kết liễu cái thân mạng này nhưng tư tưởng mình tiếp tục khổ nữa, bởi vì mình không thoát ly khỏi tư tưởng. Quý vị chết bỏ thân mạng này, quý vị thoát khỏi tư tưởng không? Không. Nó vẫn sống bằng tư tưởng của thân trung ấm. Không có cái thân xác thịt này nhưng nó vẫn còn một cái thân gọi là thân trung ấm. Trung gian giữa cái tiền là cái thân trung ấm, thân sắc ấm này, và một cái thân hậu ấm là để đi đầu thai. Thì cái thân hậu ấm đó là cái thân súc sanh hoặc thân người, hoặc cái thân về địa ngục ngạ quỷ, mình chưa biết nó đi về đâu, là cái thân sâu, cái thân trung ấm. Và tiền cái thân trung ấm là cái thân sắc ấm. Sắc ấm là đất nước gió lửa. Ha. Thì như vậy là cái thân trung ấm hay là sắc ấm hay là hậu ấm đều có tư tưởng. Mà đã là tư tưởng khổ thì thân sắc ấm là đất nước gió lửa, nó có thọ tưởng hành thức, và cái thân trung ấm là không có cái thân sắc ấm là đất nước gió lửa này, là cái thân trung gian trong 49 ngày. Có người là có thể 1 năm, 2 năm, 10 năm họ sống lơ lửng trung gian, và có thể là cái thân hậu ấm là đi làm loại súc sanh hay là làm người. Ba cái thân này nếu tư tưởng là nhơ nhiễm, là khổ đau, là buồn phiền thì ba cái thân này đều mang đau khổ giống nhau, không sai khác. Nhưng những người người ta chưa nghe được cái chánh pháp á, họ nói họ kết liễu cái đời này, họ bỏ cái thân này, thì cái thân tư tưởng họ sẽ hết khổ. Không phải. Cái thân sát tứ đại này nó không làm nên sự khổ mà nó là nguyên nhân của sự khổ, nó không phải là quả khổ. Nguyên nhân của sự khổ đó là cái vấn đề chúng ta ăn mặn tạo nghiệp. Rồi mình kết liễu cái nguyên nhân sự khổ là cái thân này thì cái tâm tưởng chúng ta vẫn khổ. Dĩ nhiên nhân quả ba đời. Nhân của đời trước nó sanh ra cái quả là cái thân để chịu khổ của đời này. Rồi cái thân của đời này nó là nguyên nhân để nó sanh ra cái quả của đời sau. Cái quả của đời sau là cái thân súc sanh, là cái thân ngạ quỷ, là cái thân ở địa ngục, và tiếp tục thân người nó cũng sẽ khổ nữa. Quả nhân làm quả, quả trở lại làm nhân, nhân quả ba đời. Quý vị thấy không ạ? Thì như vậy hôm nay chúng ta không lấy cái thịt chúng sanh, không có tạo cái nhân ác để đắp vào trong cái thân này, để chúng ta không tạo cái quả ác về sau. Lắng nghe nha. Thưa quý vị, trong tất cả các đau khổ, mà đau khổ thân mạng chuẩn bị chấm dứt. Lắng nghe nè. Thân mạng chuẩn bị thọ mạng hết chấm dứt. Lúc đó là cái sự đau khổ vô cùng. Và đã chấm dứt rồi mà chưa chuyển hóa được
thì trong tâm tưởng chúng ta vẫn mang những nỗi khổ niềm đau đó đi về cảnh giới khác để lãnh một cái thân khác. Như vậy hôm nay cái thân này là một cái thân mà Đức Phật nói là thân người khó được. Khó được không quý vị? Khó được vô cùng. Hôm nay mà chúng tôi được một cái thân tương đối là được dễ con chút phấn quý vị. Ngồi đây không phải là dễ. Từ cái lúc mà nằm trong thai bào, ở trong cái bụng mẹ là cái địa ngục máu, là cái ngục tù. Cha mẹ uống nước nóng lạnh, nó rất là khó chịu. Và mình cũng không biết rằng thân mạng mình được trọn vẹn để sanh ra, hay nửa chừng cha mẹ mình không đồng ý cho mình sống nữa, phá thai. Cái nạn phá thai bây giờ nó quá lớn quý vị. Quá lớn rồi. Quá nhiều rồi. Ở tại Việt Nam mà cái bệnh viện Từ Dũ là một ngày không biết bao nhiêu người thai nhi chết. Chính những cái nơi này đã làm cho con người trở thành hận thù với nhau. Vì vậy cái nơi này vì do họ tạo nên để giúp cho con người là bớt khổ hiện tại. Bớt khổ hiện tại là người ta không phải gánh mang cái thai nhi trong bụng, mà họ phải bị khổ dị lai là do oán thù cái thai nhi đó, oán thù họ. Vì vậy cho nên thành ra cái vấn đề mà đem đến sự khổ đó là sát hại lẫn nhau. Tất cả là nhất thiết chúng sanh vô nghiệp sát, thập phương hà sứ động đao binh, gia gia hộ hộ đồng tu thiện, nhà nhà người người đồng tu thiện. Tu thiện đó là khẩu thiện, không nói láo khai khoang đông thọc rửa chửi, ý không tham lam sân giận si mê, thân không sát sanh trộm cắp tà dâm. Thì chính những 10 điều thiện này sẽ giúp cho con người được thăng hoa, cuộc sống họ sẽ được an lành. Còn nếu thân chúng ta sát sanh để rồi thỏa thích cái miệng bụng, lắng nghe nè, ông Quang Đại Sư mới nói trong này, sát sanh trực tiếp và gián tiếp đều mục đích là thỏa thích miệng bụng. Nghĩa là sao? Là giết loài chúc sanh, người giết và người ăn. Người giết là gián trực tiếp, người ăn là gián tiếp. Mục đích để thỏa là thỏa thích cái miệng mình và thỏa thích cái bụng mình nó no, thì quả báo sẽ đến với mình. Quả báo gì? Quả báo đó là bệnh hoạn. Quả báo đó là gia đình lộn xộn. Vì sao gia đình lộn xộn? Bởi vì loài súc sanh nó đang sống chung với bầy, với đàn, nó đang bình an hạnh phúc. Mà mình cắt ngang mạng sống nó, mình giết nó, thì khi mình giết nó như vậy, nó mất hạnh phúc, là nó đau đớn. Mà không có khổ đau nào là khổ đau bằng khổ đau mất thân mạng. Quý vị biết rằng nếu người không có niệm Phật, không tin cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì biết lúc mà họ chuẩn bị mất thân mạng, quý vị biết họ khổ như thế nào? Họ rất là khổ. Thì chúng ta khổ như thế nào thì chúng sanh khổ như thế ấy. Mà nếu mà chúng ta không ăn, không cộng nghiệp gián tiếp, thì chúng ta không bị ảnh hưởng cái quả báo này. Cái quả báo nghĩa là thân chúng ta đau bệnh và gia đình chúng ta bắt đầu xào xáo. Đúng vậy quý vị. Lúc trước gia đình của chúng tôi cứ một năm là giết một con heo. Mẹ chúng tôi bắt chước theo bà ngoại, ông ngoại là cứ đầu năm mua một con heo đê, một con heo ốm để trong nhà cho nó ăn bột, ăn thức ăn, làm cái chuồng nhỏ nhỏ. Một năm sau là giết con heo ăn để mình không phải mua thịt ngoài chợ. Tết thịt ngoài chợ nó mắc. Giết bao nhiêu năm như vậy mà gia đình cứ việc lộn xộn lắm. Thì chúng tôi mới thấy là một loài súc sanh mà khi nó đang sống được bình an mà mình cắt ngang cái mạng sống của nó đau khổ, thì cái nhân quả phản hồi chúng ta phải đau khổ. Có nhiều Phật tử đến nói con đang mất chớp, con bị bệnh hoạn, con cái con ngỗ nghịch. Con cái con ngỗ nghịch, không nghe lời. Thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi đi đến một cái gia đình. Cô này thật sự là cô đau khổ.
Khi chồng bỏ rồi, buồn phiền, không ngủ được. Đến nay cũng gần 10 năm không ngủ được quý vị. Đứa con nó cũng buồn. Khi cha mẹ ly dị rồi, nó cũng buồn. Thiếu cha nó. Rồi mẹ thấy chồng, vợ thấy chồng mất thì thương con quá, nó muốn làm gì nó làm. Bây giờ nó rớt trong một cái cảnh giới là nó ngồi nó chơi game suốt ngày. Cái đây là một điều mà khi quý vị nghe qua, quý vị phải hết sức cảnh tỉnh con em của mình. Rớt trong một cái cảnh giới là bây giờ ai đến nó cũng không biết. Chúng tôi đến gặp nó nhìn liếc qua rồi xong thôi, khóc đếm xỉa đến. Mẹ nó nói cái gì nó cũng không nghe. Bây giờ toàn tâm của nó để vào trong game, nó chạy xe trong cái máy vi tính nó. Rồi nó chung với mọi người chơi, nó ở trong cảnh giới đó, tay chân ốm nheo ốm nhách, còn có nắm xương ngồi đó. Đến giờ ăn, đến giờ quay vô ngủ, xong rồi răng lăn ra, thức dậy rồi bắt đầu chơi rồi quánh đờn. Cái nghĩa là nó sống thế giới, nó không đi học, nó không biết gì đến ai ở bên ngoài hết. Có một lần má nó cắt internet, nó nổi sùng lên, nó không cho nó chơi, nó quánh má nó. Thì chúng tôi thấy những con em nhỏ bây giờ nó cầm cái điện thoại á, quý vị cứ cho nó chơi, nó bấm. Nó bấm đến một cái lúc nó lớn lên bắt đầu nó chơi vi tính. Mà khi nó lấy cái vi tính bắt đầu nó chơi, nó kéo ở trên mạng xuống, nó ngồi, nó nhập tâm vào trong đó, nó rớt trong một cái cảnh giới đó. Và khi nó quen cái cảnh giới đó rồi, bây giờ kêu nó đi làm chuyện khác, nó không đi làm nữa. Kêu đi học không đi nữa, nghỉ luôn. Gần 18 tuổi rồi, cứ ngồi ở nhà suốt ngày, cứ ngồi máy bấm vậy đó. Thì khi mà nó ở trong cái cảnh giới đó lâu ngày nó nghiện. Có những người nghiện cái chuyện ma túy. Thì khi mà nghiện cái chuyện ma túy, nó hết tiền nó chích không được, nó phải trộm cắp một thời gian, nó phải bị bắt. Còn nó nghiện mà nó nguyện về cái game này đó, còn hơn ma túy nè. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái phương tiện cho nó rất là dễ dàng. Chỉ cần cái đường truyền internet là nó kéo trên mạng xuống, nó ngồi nó chơi với nhiều người trong đó. Và nó chơi một mình nó ở trong đó. Và nó lọt vào trong cảnh giới đó đến một cái mức độ là lâu ngày nó không còn nghĩ đến cái chuyện bên ngoài ăn uống ngủ nghỉ gì nữa. Và từ từ sức cùng lực kiệt, cái nó quỵ, nó ngã xuống tại chỗ, không còn sức sống nữa. Dễ sợ. Bây giờ con cái con em mới có 4 5 tuổi, 3 4 tuổi cũng cầm cái máy điện thoại bấm, khi mà giật lấy lại nó khóc nó la, nó không chịu. Rồi cha mẹ thương con quá chiều cho nó đó. Đó, con hư tại mẹ là chỗ này. Chiều theo nó rồi bắt đầu đưa cái máy điện thoại, rồi đưa cái đồ bấm game, rồi bắt đầu nó lên lớn chút xíu nữa, nó lên cái laptop bắt đầu nó mới bấm. Thì khi mà nó thích cái chuyện này thì học hành bắt đầu nó bỏ. Mà bước đầu chúng ta không cản, mà để đến lúc nó ghiền sâu vô những cái đứa bé này nè thì không bao giờ chúng ta cản được nữa. Mang vô trong tù nhốt đó rồi á thì nó không có thể chơi được nữa đó, thì nó sẽ tự sát nó chết. Bởi vì nó không cho nó thỏa mãn cái sở thích của nó thì nó sẽ tự sát nó chết. Chúng tôi đến chúng tôi nói khó cứu lắm, khó cứu vô cùng. Bởi vì khi bây giờ bắt nó đi ra khỏi cái hoàn cảnh mà ngồi chơi game đó, thì nó có thể tự sát, nó bằng mọi cách hành hung, nó có thể đánh người, có thể nó có những người mà người ta chơi bắn súng trong đó đó, nó nhập tâm đến mức độ mà quý vị biết ở bên Oregon đó. Có những người mà người ta vô trường học đó, người ta cầm súng người ta bắn giống như là ở trong phim đó, giống như là ở trong game đó. Khi nó coi nó nhập tâm cái người bắn súng đó, nó thích quá rồi, thì bây giờ nó phải ra nó hành động. Ở bên này thì mua súng rất là tự do để bảo vệ. Thì nó mua súng bắt đầu nó đi nó bắn người ta. Nó bắn được mười mấy người xong rồi cái là cảnh sát bắn nó chết luôn. Thì nó thích trong đó lắm. Nó thích cái chuyện mà giống như ra chiến đấu, giống như ở trong cái game á. Cái chỗ này quan trọng nha. Tức là hàng ngày cái tư tưởng của nó chơi. Và nó thích thú trong cái cảnh chạy xe, quánh nhau, đá banh, bắn nhau. Thì tư tưởng nó huân tập lâu ngày, thì nó muốn nó trở thành nhân vật đó. Khi nó muốn trở thành nhân vật đó thì nó phải hành động giống như nhân vật đó. Là nhân vật trong đó là bắn súng với nhau,
nó bắn rất là tài, nó bắn người này người nọ chúng, thì nó làm nó chơi ở trong cái điện tử đó rồi đó, thì bắt đầu nó sẽ đi ra bên ngoài, nó muốn làm giống như người trong nhân vật đó, và cái tâm nó nhập vào trong nhân vật đó là một, nói như nhân vật nó là một. Thì bây giờ nó chơi bên trong đó, nó chưa thấy thoải mái thì nó phải ra bên ngoài, nó hành động thì nó mới thoải mái được. Điều này chúng tôi muốn nói, tất cả quý Phật tử có con em ở Việt Nam, ở châu Âu, Canada và ở Mỹ, khi nghe chúng tôi nói điều này thì mình nên cảnh tỉnh và suy nghĩ lại và hành động như thế nào đối với con em của mình trong lúc ngay bây giờ và tại đây. Chứ để nó giống như cái chú bé mà 17 chuẩn bị bước sang 18 này á, là bỏ học nghỉ học luôn và nó sống trong cảnh giới đó, nó không sợ ai bên ngoài, ai nói gì nói nó không lo, không nghĩ, không sợ gì nữa hết, nó nhập tâm vô cảnh giới đó. Thì nếu con em của mình mà không có giáo dục và mình không có ngăn chặn từ đầu thì chắc trước sau gì nó cũng giống như đứa này. Bởi vì nó không có thích thú học nữa mà nó chỉ thích thú để chơi á, thì cái sự học và cái sự việc bên ngoài á, nó sẽ bỏ. Cho nên chúng tôi rất là mừng tại tỉnh Thất Quan Âm không có tivi, không có thời sự, không có truyền hình và không có cấp internet và máy vi tính để cho các chú lên mạng chơi game, mà chỉ có tụng kinh niệm Phật. Đây là một cái trường giáo dục, lúc trước 400 chú, bây giờ còn 150 chú, rất là ngoan. Hàng ngày niệm Phật, lo lắng cho các cụ, có chú 14, 17, có mấy chú ở trong phòng trợ niệm, hai mươi mấy tuổi còn trẻ, mà lo cho các cụ, lo cho các cụ, lo cho mấy người mà bị bệnh nan y đi vào phòng trợ niệm. Và những chú còn trẻ này á, trải thân ra để làm cái công việc này. Thì những chú trẻ này mà trải thân ra làm những công việc này thì đến về già đó, thì những chú này sẽ có một cái quả. Mà cái quả báo, tức là quả nó báo đáp lại á, thì những người già, những chú trẻ này trở thành những người già rồi đó, về sau sẽ thành người già đó, thì nó sẽ hưởng một sự hạnh phúc bình an. Đây là một cái tài sản mình dành cho nó rất là quan trọng. Còn nếu mà con cái mình để cho nó một cái tài sản tiền bạc kích xù vài trăm triệu đô đến cái lúc già, hoặc đến cái lúc mà trong mạng nó không có tài, nó không giữ được, nó phá sạch quý vị. Khi chúng tôi đặt chân đến nước Mỹ, chúng tôi suy nghĩ về những con em trẻ. Những con các em trẻ ở bên này rất là tự do. Và tự do đến cái mức độ là coi cha mẹ không ra gì nữa hết. Cũng như đứa bé mà chúng tôi đến, mẹ nó vô đứng: "Con ơi, thầy đến thăm con này con." Con quay ra chào thầy. Nó không chào, không nói, không quay ra. Chúng tôi ngồi nhìn trên cái màn hình vi tính, nó chơi, nó chạy xe rầm 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 cho nó tông người này, nó tông người nọ, nó thích vậy đó. Nó tông vô nhà người ta mà đều là cảnh ảo tưởng hết, mà nó ngồi đó nó nhập tâm, nó thấy nó là đang 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 lái xe. Bởi vì nó huân tập nó thành cái chủng tử rồi, thì nó lấy cái người đó ngồi lên chiếc Honda chạy đến tông người khác, cầm súng bắn rầm 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 rầm. Thì nó nhập tâm 1 năm, 2 năm, nó nhập lâu ngày thì nó muốn làm giống, nó muốn bản thân nó đó giống như nhân vật đó, bắt đầu nó đi ra ngoài nó làm nguy hại vô cùng. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không mới nói internet này là con dao hai lưỡi, nếu dùng nó để chuyển tải Phật pháp thì nó lợi lạc vô cùng, nhưng nếu dùng nó để mà xem những game phim đồi trụy hoặc đem nó đi để mà làm những cái việc thất đức á, thì nó có sức mạnh khủng khiếp. Nó là con dao hai lưỡi, nó khủng khiếp. Cho nên Hòa Thượng nó lên mạng để làm gì? Để xem băng đĩa kinh sách rất là thuận tiện cho mình, nó đáp ứng nhu cầu vượt không gian và thời gian. Vì vậy cho nên thành ra cái internet ở trong nhà nó là một con dao hai lưỡi rất nguy hại. Vì vậy cho nên thành ra
cha mẹ nên nuôi nấng con cái và gìn giữ con cái thật là kỹ lưỡng. Nếu chúng ta chỉ chầm hâm vô cái việc đi kiếm tiền về mà nói gia đình chúng ta được hạnh phúc, con em chúng ta ngoan, thì cái chuyện này hơi khó. Mà chúng ta phải ở bên cạnh đó. Tối chúng ta lấy ra Đệ Tử Quy hoặc Cảm Ứng Thiên, chúng ta đọc cho nó nghe bằng tiếng Việt những mẫu chuyện như vậy nè con, như vậy nè. Dạy nó trong lúc nào? Trong 1000 ngày, tức là nó mới đẻ ra, chúng ta bắt đầu đọc cho nó nghe, đọc từ 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 cho nó nhận thức cho đến 3 tuổi, và dạy cho nó đến 18 tuổi khi nó thành niên. Muốn như vậy thì mình phải đầu tư thời gian cho nó, mình có thời gian cho nó. Cho nên quý vị muốn đầu tư một con người thì chúng ta phải có dành thời gian cho cái con người đó. Ví dụ như chúng ta trồng một cái cây thì chúng ta phải bón phân, tưới nước ra, mình dung trồng, mình tới lui, mình xăm soi nó, thì cái cây này nó sẽ từ từ nó lớn lên. Còn chúng ta bỏ bê thì cái cây này nó tàn lụi liền, đúng không? Con người cũng vậy, chúng ta phải chăm sóc, mình gần gũi nó, cũng như các cụ già của chúng tôi. Chúng tôi phải đem cái máy niệm Phật để trong một cái khu đó cho các cụ nghe, làm một cái phòng chánh điện cho đẹp để các cụ ra, phải lấy ghế cho các cụ ngồi ở đó để các cụ niệm Phật. Rồi đến giờ đó mình phải mang thức ăn đến cho các cụ đó ăn. Mình nuôi dưỡng hàng ngày như vậy, có thời gian đầu tư vô như vậy, để lúc lâm chung nếu mà họ không vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, họ không không độ vào 3 đường ác. Và mình tích lũy nuôi những người già như vậy, chính là mình lấy cái công đức thọ mạng, mình tích lũy công đức thọ mạng. Vì mình nuôi những người già để thọ mạng họ kéo dài, họ sống được bình an, thì cái nhân mà mình nuôi như vậy đó thì nó phản hồi lại cái quả là mình được bình an thọ mạng, mình kéo dài. Lắng nghe nha. Nếu chúng ta nuôi cái người già giống như nursing home, nghĩa là nuôi để họ ăn mặc ở bệnh thôi, để chúng ta có được một chút xíu lợi tức về tiền bạc, là được các nơi họ ủng hộ vô cho tiền bạc, thì cái đó chỉ là cái phước báu hữu lậu, không phải là tích lũy công đức để kéo dài thọ mạng các cụ họ niệm Phật để họ vãng sanh. Thì chúng ta được về đồng tiền vật chất. Nursing home bên này xin một cái giấy phép rất là khó khăn, và có y tá, những người bệnh vào trong đó chúng ta phải nhận hết. Còn riêng chúng tôi gọi là nơi chuyên tu cho các cụ niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. 1 cụ, 2 cụ, 5 cụ, 10 cụ. Nếu có điều kiện là mình nuôi 20 cụ, bên này mình nuôi 20 cụ cũng phải dễ nha. Khó lắm ạ. Ở Việt Nam thì chúng tôi làm một căn nhà, làm một cái sạp, cái giường á, một dãy dài để các cụ ở trong đó. 30-40 cụ, 100-200 cụ, 200-300 cụ rất là dễ. Nhưng ở bên này là họ đòi hỏi vệ sinh vân vân mọi thứ. Thì bây giờ mình nuôi 2 cụ, 5 cụ thôi, hoặc 7 cụ thôi. Mà họ chân thật, họ niệm Phật thiệt là ngoan á, thì 7 người này thực sự họ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là 7 vị Phật. Ít mà có chất lượng. Cho nên thành ra tâm nguyện của chúng tôi muốn rằng trong một cái nơi chúng tôi ở, lúc nào chúng tôi đến cũng phải có một cái phòng để chúng tôi giảng. Khi có một cái phòng để chúng tôi giảng thì muốn có những người ở trong phòng này. Đúng ra cái phòng này chỉ một mình chúng tôi giảng thôi. Sáng hôm nay chúng tôi khởi niệm lên là ở tại San Jose này chắc cũng được khoảng 20 mấy bà cụ ở nhà không làm gì hết. Thì mỗi tuần có thứ 3, thứ 5 và thứ 7, và lúc 2 giờ rưỡi chiều các cụ ngồi tại trong cái căn phòng chúng tôi đang giảng. Và 20 mấy cụ này, trong này hiện tại bây giờ trước mặt chúng tôi có 25 cái ghế, thì 25 cụ này có xe của các người bạn đưa xuống đây 2 giờ rưỡi chiều 3, thứ 5 và thứ 7, gọi là 3, 5, 7, ngồi đây nghe chúng tôi giảng. Thì 25 người này là đăng ký lâu dài và cố định, họ không còn làm việc gì nữa hết, và có bạn bè để chở, thì họ đến đây để họ nghe chúng tôi giảng. Chúng tôi muốn đầu tư cho số lượng một cái lớp học ít này,
để họ nghe pháp từ từ, từ từ, từ từ, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, cho đến thọ mạng họ hết, thì chúng tôi nghĩ những con người này là tính tâm họ rất là sâu dày, bởi vì họ ngày họ nghe được ba thời gian. Còn các Phật tử ở Việt Nam cũng cũng như các nơi khác lúc trước á, là chúng tôi một tuần mới giảng, đôi khi giảng ra rồi cái địa đó đến 2-3 tuần sau mới làm xong, thì gần như là 2-3 tuần mới có một buổi giảng. Và nếu hiện tại này mà cứ một tuần mà được nghe 3 buổi giảng mà ngồi trong cái khung cảnh này, ngồi xong rồi á, là họ nghe đến 4:30 là 2 tiếng xong xuống, họ ăn uống xong 5 giờ, 5:30 thì họ đi về. Thì nếu một tuần mà huân tập được 3 buổi giảng nghe như vậy đó, thì chúng tôi nghĩ cái tính tâm họ rất là sâu dày. Cho nên thành ra cái niềm vui lớn nhất của chúng tôi khi đến một nơi nào đó là muốn đem pháp môn tịnh độ để giáo dục cho con người, để cho họ tin sâu, nguyện thiết và hành chuyên, để họ chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác và đạt được lòng từ bi. Và để cho họ nhìn thấu. Nhìn thấu cái gì? Lắng nghe. Thân này là giả. Nhìn thấu vô cái thân này, thấy nó tạo bởi đất, nước, gió và lửa. Đất là thịt xương, nước là nước miếng, gió là hơi thở, lửa là hơi ấm. Đây là tứ đại, 4 cái điều lớn trong con người gọi là tứ đại. Khi nó rã rời, nó phân ly, nó trả về cho tứ đại, còn lại cái tâm thức. Mà cái tâm thức này nếu mà là thuần thiện á, hay gọi là thanh tịnh á, thì nó đi về cái cảnh giới thanh tịnh. Thì bây giờ mình biết là cái thân tứ đại này trước sau gì mình cũng bỏ nó, thì mình không nên gây nghiệp ác để cho cái tứ đại này lúc bỏ nó rắc rối. Rắc rối tức là nó đau đớn, nó quằn quại, nó khó chịu. Thì muốn cho lúc lâm chung tứ đại tan rã, không đau đớn, quằn quại, khó chịu, thì ngay bây giờ phải ăn loài thực vật, chứ không ăn loài động vật. Phải ăn loài thực vật. Loại thực vật đó là rau, đậu. Và loại thực vật này nó không có mầm tư tưởng. Và cái mầm tư tưởng này nó không có trong loại thực vật thì nó không có quả báo. Có những người nói rau cỏ nó cũng có sự sống, mà mình cắt ngang cái sự sống đó mình ăn mình cũng bị quả báo. Không phải. Cái quả báo đó khi rau cỏ nó có tâm thức bị đau đớn, bị chảy máu, bị rên xiết, bị kêu la, thì nó mới mang quả báo. Còn loại thực vật nó không có cái tâm thức, cho nên nó không có bị quả báo. Còn loại động vật khi mình giết nó sợ, nó trốn, nó chạy, nó đau đớn, nó lên la, thì cái tâm thức đau đớn lên ra sợ đó đó, nó là tâm thức nó phản hồi trở lại, nó làm cho chúng ta phải đau đớn, buồn phiền, khổ đau, rên la, đau đớn, khó chịu trong lúc ra đi. Cho nên khi chúng ta nhìn được như vậy rồi, không lấy thịt chúng sanh đắp vô thịt cho mình nữa, phát tâm ăn chay trường, gọi là nhìn thấu. Và nhìn thấu sự việc, tất cả tiền bạc, nhà cửa, cuộc sống, xe cộ, ruộng vườn, châu bò, đó là vô thường. Thọ mạng hết chúng ta phải bỏ lại, không có chấp nhất nó. Mà không phải vì nó mà mình mất hết cái lương tâm, mất hết cái đạo đức, rồi mình phải hơn thua với nhau. Có những người chúng tôi thấy coi đồng tiền quá là quan trọng. Nó quan trọng hơn cha mẹ mình, nó quan trọng hơn cái đạo đức, nó quan trọng hơn sinh mạng mình. Có thể lấy sinh mạng đổi cái đồng tiền, mà không biết họ lấy đồng tiền để làm gì. Cho nên những người này không nhìn thấu là họ sẽ rất là khổ, khổ lắm. Bởi vì hàng ngày họ tạo cái nghiệp là họ phải nghĩ làm sao có tiền, có tiền, có tiền, có tiền, có tiền. Thì họ bất chấp những sự việc, việc gì họ cũng làm được hết. Vì vậy chúng ta nhìn thấu được rồi, chúng ta buông xuống.
Cái này chúng tôi nói chân thật với quý vị. Đến hôm nay chúng tôi thấy cái đồng tiền nó rất là tầm thường. Bởi vì từ một cái nghiệp chúng tôi không biết bố thí á, nghiệp keo biết không? Keo và rất rắm ích kỷ á, của đời trước, cho nên đời này nó sanh vô gia đình nghèo. Vì sanh gia đình nghèo cho nên đi tu cũng thiếu thốn, mà đến lúc ở tại tỉnh Thất Quan Âm từ 2000-2007 nó cũng thiếu thốn. Mà từ khi bắt đầu chúng tôi biết phát tâm bố thí pháp là giảng hàng ngày, giảng nuôi các cụ, lo lắng cho các cụ ăn niệm Phật, thì bắt đầu cái phước nó tăng trưởng. Mà cái phước tăng trưởng này từ đâu? Từ cái đức. Cái đức là nuôi các cụ già, dầu xây chính bậc phù đồ không bằng làm phúc làm đức giúp cho một người. Chúng tôi tích đức qua cái chiều hướng này thì bắt đầu cái phước báu nó có. Thì cái phước báu của chúng tôi có là điều kiện vật chất, là từ cái đời này mà gây dựng lên, chứ không phải đời trước. Đời trước không có làm cho nên sanh gia đình nghèo khổ thiếu thốn. Và cái phước nó có là chúng tôi làm từ trong đời này. Làm qua chiều hướng gì? In kinh. Nhất là cái bộ chú giải này chúng tôi rất là tâm đắc. Chúng tôi có tặng cho quý vị Phật tử ở tại Hoa Kỳ, cũng như tất cả các quý Phật tử cần cái cuốn này thì gọi về tỉnh Thất Quan Âm. Chúng ta xin cái cuốn chú giải Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác của Ngài Hoàng Niệm Tổ chú giải đó, thì các chú sẽ gửi tặng cho quý vị. Quý vị rộng, quý vị lật ra quý vị xem. Thì chúng tôi tích lũy qua chiều hướng in kinh, in tượng Phật, chuẩn bị chuyển 100 tượng Phật tấm tắc qua đây. Những gia đình nào chưa có, chúng ta nên làm một cái bàn Phật cho thiệt là trang nghiêm, để chúng ta thờ cho nó thiệt là trang nghiêm thanh tịnh. Rồi để trong cái phòng Phật đó một cái tivi, hoặc ai có điều kiện nữa làm một cái máy chiếu để chúng ta chiếu cái bài thuyết pháp của Hòa Thượng, rồi chiếu những cái bài thuyết pháp của chúng tôi, hoặc chiếu những cái bài thuyết pháp của bà Lưu Tố Văn, bà nói về mà bà nghe pháp của Hòa Thượng, bà tụng kinh Vô Lượng Thọ Bất Niệm Phật A Di Đà, bà có những đắc những cái sự an lạc như thế nào mà Hòa Thượng tình không nói. Bà Lưu Tố Văn, bà nghe pháp 10 năm nay, đến hôm nay là hơn 10 năm rồi, và bà phát Bồ Đề Tâm, tụng kinh Vô Lượng Thọ Niệm Phật A Di Đà mà chuyển hóa được cái bệnh ung thư da hồng mang lan sang. Bệnh ung thư này là rất là khó chữa. Thì quý vị nghe những người nói như vậy đó, mà nghe thường xuyên mỗi ngày, nó tăng trưởng tính tâm của quý vị. Chúng ta nên hôm nay thiết lập một cái chánh điện, một cái phòng thờ, một cái chỗ để cho chúng ta hưởng thụ Phật Pháp. Và hưởng thụ này là không có tốn kém tiền bạc, mà hưởng thụ này nó sẽ đem lại cái sự hạnh phúc bình an của của gia đình chúng ta. Thay vì lúc trước chúng ta mở phim ảnh đủ loại phim kiếm hiệp, phim tình cảm, phim này phim nọ ra cho con cái mình xem để nó bắt chước, thì hôm nay chúng ta mở cái phim thuyết pháp ra để cho nó ngồi nó nghe. Thưa quý vị, có một đứa bé hình như mới có 11 tuổi thôi, con của cô Phật tử tên là Liên Hương, giám danh Liên Hương ở bên Atlanta. Mỗi lần mở đĩa chúng tôi ra, nói má, con thích ông thầy Nhàn. Ông thầy Nhàn thuyết pháp nghe nó rất là thích, con rất là mê. Nó nói con rất là mê. Má mở cái ông thầy Nhàn ra đi má. Lúc trước nó chưa biết cái gì hết trơn. Khi mở từ từ đó coi, bây giờ đứa bé 11 tuổi đã thích. Quý vị làm sao phải Phật hóa gia đình, ai cũng thích nghe thuyết pháp. Muốn như vậy thì quý vị phải mở, mà mình phải thích thú thực sự. Rồi bắt đầu mình làm biểu pháp, mình làm gương cho gia đình của mình từ từ. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay thực sự mà nói thì cái duyên của chúng tôi để thiết lập một cái phòng như vậy, mà mãi đến hôm nay chúng tôi mới suy nghĩ ra là trước mặt chúng tôi còn một cái khoảng trống. Tôi xếp hôm nay là 25 cái ghế mà chưa có người. Thực sự hôm nay chúng tôi gọi giảng cho ghế không nè. Thì bắt đầu ngày mai hoặc ngày mốt thì chúng tôi sẽ cho 25 bà cụ đến ngồi đây. Chứ hiện tại bây giờ chúng tôi đang nói là giảng cho ghế nè, không có ai. Mà chúng tôi nghĩ rằng khi cái đĩa này đưa lên trang web vôlượngthọ.vn hoặc vatinhtv.com á, thì mọi người sẽ được nghe chúng tôi nói tất cả những cái gì hồi nãy giờ chúng tôi nói. Và chúng tôi muốn làm sao mỗi buổi giảng của chúng tôi làm thành cái đĩa này đưa lên trang web. Khi quý vị nghe xong rồi, bắt đầu quý vị sẽ tiếp tục phổ biến cho những người khác, người ta cùng nghe. Có những người
Họ nghe pháp chúng tôi, họ thích cái mức độ. Họ nói rằng là con không muốn xen tạp văn nghệ, văn rừng, không muốn đưa những cái gì khác ngoài cái lời giảng của thầy. Thưa quý vị, có hai vợ chồng Thiện Hạnh và Diệu Thủy ở bên Delaware, gần New York. Khi cái đĩa mà chúng tôi đưa lên một cái là hai vợ chồng nghe say mê, thích thú. Và hai vợ chồng nghe cái buổi giảng nào, hai vợ chồng cũng có một cái cảm xúc rất là hoan hỷ. Bây giờ họ cảm được cái tâm của chúng tôi. Và họ muốn cho nhiều người nghe cái lời giảng của chúng tôi để gia đình họ được hạnh phúc. Vì anh Thiện Hạnh này lúc trước cái tánh tình anh hay bực bội, không có nhăn nhó, gọi rằng là khó chịu. Mà đến hôm nay nghe pháp của chúng tôi rồi, anh kêu sao bữa nay hoan hỷ quá, ai nói gì anh cũng cười. Thay vì lúc trước anh phải bực bội, anh khó chịu, anh phải nói lại hoặc anh hành hung, hôm nay anh hoan hỷ. Bà vợ cứ nói con cảm ơn sư phụ, con cảm ơn sư phụ, nhờ những lời giảng của sư phụ mà chồng con bữa nay hoan hỷ ra. Quý vị nên nhớ nha, những cái buổi thuyết pháp như vậy quan trọng lắm á. Quan trọng là sao? Lúc nào quý vị nghe cũng được. Và khi quý vị nghe là tâm quý vị sẽ được thanh tịnh. Mới lần đầu nghe mình còn suy nghĩ nhiều, nhưng lúc mình nghe mình tâm đắc, mình thích thú rồi đó. Cũng như chúng tôi bây giờ mà nghe đĩa của Hòa Thượng, là cái đầu chúng tôi nghĩ rằng là những cái pháp của Hòa Thượng, những cái món ăn tinh thần nó đang đi vào trong đầu của mình, và mình đang nuôi dưỡng được cái bộ óc của mình cho nó được thanh tịnh và nó khỏe mạnh. Và nếu mà mình ăn cái thức ăn thanh tịnh là rau cỏ để nuôi cái thân á, mà cái đầu của mình không có thức ăn về món ăn tinh thần, là cái pháp bảo, là cái lời giảng của pháp môn tịnh độ mà mình thích, mình thích á, thì cái đầu óc mình nó vẫn mệt mỏi, nó buồn phiền. Dầu cái thân mình khỏe gì đi nữa, nó vẫn không có an lạc. Quý vị hiểu chỗ này không ạ? Như vậy hôm nay quý vị nghe thuyết pháp thì đang làm neo cũng nghe được, đang đi trên xe cũng nghe được, và lúc nào quý vị cũng nghe được hết. Và nghe như bà Lưu Tố Vân là những đĩa cũ cũng vẫn cứ nghe lại. Thì khi mình nghe như vậy, nó không có thời gian để chúng ta suy nghĩ chuyện gì khác. Và nếu chúng ta công phu á, thì những lúc rảnh rang sáng sớm với tối chúng ta công phu, mà theo như chúng tôi nghĩ là quý vị được 4 tiếng là quý vị giỏi lắm à. Còn 20 tiếng còn lại mà quý vị không nghe pháp là cái tâm chúng ta nó sẽ gì? Nó sẽ vọng động buồn phiền, rồi nó không có thanh tịnh, nó không có cái sức định, rồi gặp phiền não á, buồn phiền, cái chuyện bất trắc bên ngoài nó đến với chúng ta chịu không nổi. Chịu không nổi. Vì vậy cho nên thành ra chúng ta phải trang bị cho cái tâm của mình có một cái sức định bằng cách nghe pháp hàng ngày, nghe niệm Phật hàng ngày. Mà đôi khi mình nghe niệm Phật, đôi khi mình nghe hoài, đôi khi mình thấy nó không có thích thú được, bởi vì mình chưa quen với câu niệm Phật, thì mình phải nghe thuyết pháp. Có lúc mình nghe thuyết pháp 1-2 tiếng, chuyển sang nghe câu niệm Phật, rồi nghe tụng kinh. Và hàng ngày mình chỉ gần gũi với kinh, với thuyết pháp, với niệm Phật, thì cái tâm mình lâu ngày nó mới được thanh tịnh không quý vị nghe. Phải nuôi dưỡng nó, phải nuôi dưỡng cái tâm mình bằng món thức ăn đó. Chứ còn không quý vị để cái tâm của mình nó lan mang lung tung, lang thang, nghĩ hết chuyện này mà mừng giận, buồn vui, thương ghét, muốn để cái tâm mình đi những cái sự việc khác, thì nó làm cái tâm mình mệt mỏi, yếu ớt, bệnh hoạn, lúc buồn, lúc giận, thất thường. Và để nó bị bệnh nặng một lúc, chúng ta không làm chủ được. Nghe người ta khen tiếng, rồi bao nhiêu cái gì người ta nói mình cũng nghe. Bị họ dắt sọ mũi, dắt đi. Họ chê mình một tiếng, mình buồn phiền mấy ngày ăn ngủ không yên. Là cái tâm mình nó quá yếu ớt rồi, nó quá bệnh hoạn rồi, nó quá là suy nhược, thiếu dinh dưỡng rồi. Thì bây giờ mình phải cho nó ăn một cái loại dinh dưỡng, đó là nghe pháp hàng ngày, đó là nghe niệm Phật hàng ngày, đó là tụng kinh, nghe tụng kinh hàng ngày. Và sáng tối quý vị tụng kinh và hàng ngày quý vị nghe thuyết pháp. Mà cái người đã thích nghe thuyết pháp rồi, họ dành cái thời gian để nghe thuyết pháp, họ không muốn nói chuyện với ai. Hay vậy nghe quý vị nghe. Có bà cụ, hai ông bà đang nấu cơm
cho chúng tôi ở dưới này nè, đang ở tại trong căn nhà này. Mở cái đĩa của hòa thượng, bà đứng bà nấu ăn. Bà kêu lúc trước mà con đứng nấu ăn như vậy nè, là con ở nhà đó, mà con nấu ăn á, là con đứng như vậy là con mỏi chân, con chịu không nổi, con chóng mặt, con chán ván liền. Mà sao con mở thuyết pháp của hòa thượng, con nấu ăn như vậy là con vừa nghe nấu ăn, con vừa nấu ăn, con vừa nghe nghe hòa thượng thuyết pháp bằng cái máy MP3, con thấy nó khỏe, an lạc, đầu óc con thoải mái lắm. Con nấu cho thầy ăn rồi con lại được có phước báu mà con lại khỏe, con thấy an lạc ra. Cái pháp này hay quá, cho lúc trước con không có mở thuyết pháp thường xuyên ở nhà, con suy nghĩ lung tung lang tang. Lúc con nó điện tới nó buồn thì con buồn, nó vui thì con vui, nó giận thì con giận, nó mừng thì con mừng. Nó làm cái tâm con cứ lao sao không được yên ổn, con không buông xuống được. Mà bây giờ con nghe thuyết pháp một thời gian, bây giờ nó gọi đến, nó buồn con cũng à thế hả là xong, nó mừng con cũng thế hả là xong. Tất cả những sự mừng vui buồn phiền của nó không đem vào đầu của con được. Bây giờ cái tâm của con đang nghe pháp, nó có một cái năng lực, một cái sức sống, một cái sức đề kháng, thì những cái tiêm nhiễm bên ngoài, cái vọng tưởng, những cái buồn phiền của nó không đi vào tâm mình được. Lắng nghe nha, nghe pháp quan trọng lắm. Mình nghe pháp một cái lúc mà buồn phiền nó đến với mình dẫn dưng với nó, nó không có thâm nhập vào tâm mình được. Bởi vì tâm mình đang trụ và đang an lạc trong chánh pháp thì những cái buồn phiền đó nó không vô được. Còn tâm mình mà để trống không á, thì cái buồn phiền nó tới với mình, nó làm hại thân tâm của mình, ăn ngủ không được, rất là nguy. Và đến một cái lúc là mình sẽ kiệt quệ và chết với vọng tưởng. Chết với vọng tưởng nghĩa là sắc sanh xét, xét là ăn sắc. Sắc là tư tưởng của mình sanh ra vọng động phiền não do người khác mang vô. Rồi xét lại ăn sắc, sắc sanh xét, mà xét lại ăn sắc tức là phiền não đó, nó hại lại cái tâm của mình, gọi là xét lại ăn sắc. Vì vậy cho nên thành ra nếu người biết tu phòng bị tâm của mình bằng nghe chánh pháp, phòng bị tâm của mình bằng câu niệm Phật, phòng bị tâm của mình bằng lời kinh tiếng kệ hằng ngày huân tập cho nó thành khối, nó thành một cái sức mạnh, cái năng lực trong tâm của mình, thì khi nó đến với mình thấy rất là bình thường, nó đến nó đi. Cái đó là phụ, cái đó là nó không có cái năng lực để ảnh hưởng. Mà cái năng lực ảnh hưởng đó là lời thuyết pháp, đó là tiếng niệm Phật, đó là tiếng tụng kinh. Mà muốn như vậy là hàng ngày phải huân tập. Ở chỗ này quan trọng nha quý vị nha. Nhìn thấu buông xuống không phải dễ nha. Nếu chúng ta không có buông xuống được mà còn chấp, có một cái câu chuyện người ta muốn bắt khỉ á quý vị. Người ta làm một trái dừa, người ta khoét cái lỗ, bỏ miếng thịt thơm trên đó, cột lên cái cây, mà trên cái cây đó người ta cột trái dừa dính trên cái cây đó, bỏ muỗng thịt thơm, khỉ nó tới, nó thò tay vô trong cái lỗ đó, nó nắm thức ăn là thịt thơm trong đó, thì cái lỗ nó chỉ vừa đủ cái tay nó thọt vô. Nhưng khi nó lấy thức ăn nó nắm lại thì cái tay của nó lớn hơn cái lỗ. Bây giờ thấy không ạ? Thì khi cái tay nó lớn hơn cái lỗ, người ta tới bắt nó thì nó chưa chít 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 chít, và miếng thịt cũng muốn cầm, và sống thì cũng muốn sống. Thì người ta bắt nó, khi người ta bắt nó thì người ta lấy trái dừa xuống. Một là người ta chặt trái dừa ra, còn hai nó đến cái lúc tự nhiên thả ra thì người ta bắt nó. Còn nếu mà nó muốn sống thì nó thả ra trước khi người ta bắt, còn nó muốn giữ miếng thịt thì nó sẽ chết. Cũng giống vậy, mình nắm cái đó là nắm cái gì? Cái câu chuyện này muốn dụ cho con người chúng ta chấp mà không buông. Nếu con khỉ này nó chỉ buông miếng thịt ra là nó chạy, người ta không bắt được nó. Nhưng mà nếu mà nó muốn sống thì nó phải bỏ, mà nó chết thì nó nắm. Thì con khỉ này nó có ngu không? Con khỉ này quá ngu vì miếng thịt mà nó phải chết. Cũng vậy,
Chúng ta chết khô, chết héo và chết một cách tức tưởi, đó là vì nắm tài, sắc, danh, thực và thùy. Tài đó là tài năng, là khả năng, là tiền bạc. Nắm chấp nó. Khi mình chấp nó rồi, nó mất, mình khổ đau. Mà lúc mình thọ mạng hết, muốn buông thì chúng ta buông không kịp. Vì buông không kịp cho nên thành ra khổ đau. Mà lúc đó không buông cũng phải buông. Cho nên có một bà, quý vị, bữa qua hàng xóm mới nói: chị ơi, tối nào tôi cũng bất an, tôi ngủ không được, tôi lo quá chị. Hỏi chị lo làm sao? Mỗi lần tối chó nó sủa là tôi ngủ không được. Vì mỗi lần chó nó sủa là tôi sợ ăn cướp nó vô nhà, nó lấy tiền bạc vàng của tôi. Tôi khổ quá rồi chị ơi. Tôi gửi ngân hàng thì tôi sợ ngân hàng đó nó lỗ vốn á, nó không trả cho tôi. Bây giờ tôi để ở nhà thì tôi sợ ăn cướp, cho nên tôi khổ quá. Thì cái bà bạn ở hàng xóm bà nói: như vậy thôi, chị khổ quá đó, thì chị đưa tôi giữ giùm cho chị hết khổ. Thì cái cô mà có tiền cô nói: thôi, khổ vậy nó cũng quen, mấy năm nay nó quen rồi. Thôi để tôi tiếp tục tôi chịu khổ như vậy cho tôi đưa chị giữ, tôi càng khổ hơn. Không có tiền mà cũng khổ dữ nè. Quý vị thấy chưa? Có tiền mà không biết sử dụng đồng tiền, đem đi làm phước, in kinh phóng sanh, và coi tiền này là bạc. Đợt trước chúng ta nói bạc tức là nó sẽ bạc bẽo với mình, cho nó không ở luôn với mình. Thì mình sử dụng đồng tiền chứ không có chấp nhất đồng tiền. Khi chấp nhất đồng tiền mà đồng tiền này nếu chúng ta không biết sử dụng nó thì nó rất là khổ đau. Cho nên chúng tôi thấy có nhiều người họ có tiền mà họ làm phước, họ không tiếc, thì họ biết bố thí tài, họ làm phước, in kinh phóng sanh, in tượng Phật giúp người nghèo, làm tất cả những phước báu đó, thì tiền nó càng để ra tiền. Nhưng họ không hiểu nhân quả, vậy cho nên họ không dám làm, họ kêu bỏ ra là mất. Cũng như nước dưới giếng chúng ta cứ múc cho người khác uống, nó càng ra cái mạch ngọt ngon. Tiền chúng ta có, đó là cái phước báu của đời trước, có bố thí tài cho nên đời này mới có. Còn đời trước mà không có bố thí tài, đời này cha mẹ để lại một tài sản vài trăm triệu đô la, vài trăm triệu đô la, thì chúng ta cũng không giữ được. Không giữ được. Vì sao vậy? Vì trong mạng mình không có, cho nên thành ra bên ngoài đó nó có rồi nó mất liền. Như vậy hôm nay chúng tôi muốn nói đến với quý vị là nhìn cho thấu, buông cho chót. Nhìn thấu, buông xuống rồi chúng ta mới tự tại. Con người sống trong cõi đời này không có người nào mà sung sướng bằng người tự tại an vui. Nếu chúng ta không có tự tại an vui mà chúng ta niệm Phật để đối phó đó thì rất là lâu, lâu để cảm với Phật. Buông xuống tự tại rồi tùy duyên để chúng ta niệm Phật. Nhớ nghe. Tùy duyên quan trọng lắm. Nếu chúng ta có nhân duyên với gia đình đó, chúng ta kêu họ niệm Phật, hết lòng kêu họ niệm Phật, họ chân thật họ niệm Phật có an lạc. Nhưng về sau không biết làm sao họ lại nghe theo nơi khác nói là trì chú mới tiêu nghiệp, mới có cảm ứng vân vân mọi thứ. Thì gì? Họ đi tu pháp môn khác, họ đổi tâm ý lại, hoặc họ đi tu thiền vân vân. Thì chúng ta cũng hoan hỷ tùy duyên. Bởi vì biết rằng cái duyên mà gặp được pháp môn niệm Phật là rất là khó. Khó. Cái duyên mà gặp được pháp môn niệm Phật là khó vô cùng. Và vì sao nó khó? Bởi vì nó quá đơn giản. Họ trì bài chú, họ thấy nó linh thiêng, nó màu nhiệm. Và cái bài chú này giúp cho họ làm ăn, sinh sống, có tiền, có bạc. Hoặc họ gặp nạn, họ trì chú nó mới vượt qua được. Còn câu niệm Phật là A-di-đà Phật nó đơn giản quá đi. Nó không có một cái ý vị gì hết trơn á.
Cho nên thành ra họ bỏ một pháp môn niệm Phật một cách dễ dàng. Nhớ nghe, cái người mà họ kết duyên được với cái pháp môn niệm Phật, họ niệm, họ chứng nghiệm được, họ thấy cái sự an lạc từ trong một cái danh hiệu A-di-đà Phật, họ thấy an lạc từ trong một cái bộ kinh Vô Lượng Thọ, họ thấy an lạc từ qua lạy Đức Phật A-di-đà hàng ngày, họ sám hối, họ nhập vô với pháp môn tịnh độ rồi, quý vị kêu họ bỏ, đố mà họ bỏ được. Còn khi mà họ kết duyên với những cái pháp thế gian khác á, thí dụ là họ kết duyên với những cái pháp gọi rằng là nhân điện hoặc là yoga hoặc những pháp môn nào khác đi, thì khi họ chấp vào đó rồi, đố mà họ bỏ. Có một vị Phật tử ở Canada, ông dùng cái phương pháp để chữa bệnh qua niệm cái câu danh hiệu Phật và lạy Phật. Nhưng mà lạy Phật với niệm Phật để chữa bệnh, chứ không phải để tiêu phiền não, để vãng sanh, để giải quyết cái gốc, mà chỉ chữa bệnh thôi. Mà ông nổi tiếng khắp nơi trên thế giới đều coi ông là một người thầy mà dạy cho người ta để chữa bệnh rất giỏi. Thì khi mà họ chấp vào trong đó rồi đó ngăn, họ hãnh diện, họ sung sướng với cái pháp của họ đó, thì mình kêu họ bỏ, đố mà họ bỏ được. Bởi vì trong tư tưởng mình mà nó có duyên với một cái pháp thiền hoặc mật hoặc một cái pháp nào khác, mình kêu họ chuyển sang pháp môn tịnh độ khó vô cùng, bởi vì cái pháp môn này nó quá đơn giản và họ thấy nó rất là tầm thường và bình thường, khó để mà chuyển hóa họ vào một pháp môn niệm Phật. Mà khi họ vào được rồi, họ niệm Phật được rồi, nhưng mà chưa có sâu, chưa có tính tâm, chưa có một cái pháp vị á, thì họ bỏ cũng rất là dễ dàng. Rất rất nhiều người khi niệm Phật họ thấy quá là bình thường, quá là tầm thường. Khi tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ họ thấy không đủ, họ thấy quá là bình thường, quá là tầm thường. Họ bỏ, họ đi một pháp môn khác rất là dễ. Họ chạy theo rất là dễ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì pháp môn là pháp môn khó tin. Vì sao khó tin vậy? Bởi vì quá là đơn giản. Quá là đơn giản. Mà nhớ nghe, quý vị lắng nghe nè. Chính những cái pháp môn mà đơn giản nhất như vậy nè, nó mới dễ dàng cho chúng ta hành trì để thành đạt trong một đời. Còn pháp môn nó quá là phức tạp, nó quá là cao siêu, chúng ta không thể nào đạt được. Mà mình thì thích hãnh diện cao siêu, tu thiền, tu mật, tu di thức, dĩ nhiên căn lành mình cao siêu thì mình có việc tu. Mà căn lành mình không phải là cao siêu, mình tu thời gian mình bỏ cuộc, rồi quay lại với pháp môn tịnh độ không đủ thời gian. Cho nên quý vị nhớ nha, cái pháp môn tịnh độ này Đức Phật nói dành cho căn cơ nào? Thượng căn thượng trí, trung căn trung trí, hạ căn hạ trí. Và dành cho tất cả những căn cơ, dầu là cao hay thấp, đều tu pháp môn tịnh độ được hết. Còn những pháp môn khác là dành cho những căn cơ cao là thượng căn thượng trí, như tu thiền, tu mật tâm, rồi tu hoa nghiêm, pháp hoa, niết bàn, những cái tâm đó đó là dành cho những bậc cao. Cao ở đây là những hàng Bồ Tát. Chứ còn hàng A-la-hán khi nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói kinh pháp hoa mà 500 vị phải thối lui quý vị. Còn pháp môn tịnh độ này dành cho hàng ngu phu ngu phụ, dành cho những cái hàng mà căn cơ thấp, họ cũng có thể đạt được. Mà khi họ đạt được, họ sanh về đến phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm vãng sanh, thì người này cũng đạt được A Di Việt trí, là đạt đến hàng Bồ Tát bất thối rồi. Mà đạt được A Di Việt trí để đến cái hàng Bồ Tát bất thối á ngang, là chúng ta phải tu rất là lâu đối với những pháp môn thông thường. Đối với những pháp môn thông thường, ý chúng tôi muốn nói là họ tu về tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên, rồi bát chánh đạo, họ tu về lục độ, từ từ họ đi tăng nâng cấp theo đẳng cấp như vậy đó. Còn pháp môn tịnh độ đây là pháp môn siêu tốc, vượt ra khỏi tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới trong một đời này, gọi là hoằng xuất, tức là đi ngang để vượt ra khỏi
cái cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh, vượt ra khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, về thẳng tới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Đây là pháp môn mà mười phương chư Phật tướng lưỡi rộng dài thuyết thành thật ngôn. Vì vậy cho nên thành ra pháp môn này đương cơ đó là ba căn, là thượng căn, trung căn và hạ căn. Mà chúng ta là kẻ phàm phu, hạ căn hạ trí rất phù hợp với pháp môn này. Nhưng chúng ta niệm Phật mới có một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, mà một ngày niệm được có vài tiếng, mà để cho tâm chúng ta kêu là vô ngồi niệm Phật là thanh tịnh liền, không phải là dễ. Ô, tôi tu thiền, tôi tu bậc tông, tôi vừa trì chú, tôi ngồi thiền một cái là tâm tôi thanh tịnh liền. Mà sao tôi niệm Phật cái tâm tôi nó vẫn vơ, tôi không có nhiếp tâm được. Một ngày 24 tiếng đồng hồ quý vị niệm Phật được bao nhiêu? Tối niệm có 1 tiếng, 2 tiếng. Còn 20 tiếng, 22 tiếng cái tâm chúng ta nó vẫn đục, nó phiền não, nó vẫn vơ cái năng lực mà thời gian 20 tiếng, 22 tiếng đó, để mà chúng ta kêu ngồi 1-2 tiếng mà nó thanh tịnh liền, đó phải là dễ. Mà chúng ta phải kiên trì không thay đổi, sáng chiều theo miết, theo dõi pháp môn này miết, để mà gieo duyên với pháp môn này, để lúc công việc của chúng ta không còn nữa, đến về hưu hoặc giả là bị một cái nạn gì đó về thân thể, chúng ta bị bệnh hoặc bị gì đó, là chúng ta chụp đến cái pháp môn tịnh độ tiếp tục chúng ta đi. Bây giờ hiện tại quý vị đang công việc làm ăn sinh sống thì chúng ta gieo duyên. Mà gieo cái duyên này là phải gieo liên tục, ít cũng được mà không thay đổi cái duyên này. Không thay đổi cái duyên là không thay đổi cái pháp môn niệm Phật. Đã kết duyên với pháp môn niệm Phật rồi thì mình cứ bám vô cái duyên này. Bám vô đến khi nào? Bám đến lúc mà thọ mạng chúng ta gần hết, là kết duyên trong bây giờ cho đến lúc thọ mạng hết, thì chúng ta rất là an tâm để ra đi. Và chúng ta kết duyên đến lúc mà lỡ mà nghiệp báo nó đến, bị tai nạn hoặc bị bệnh ung thư hoặc một cái duyên cớ gì đó, chúng ta không có đi làm kiếm tiền kiếm bạc sinh sống nữa, thì ở nhà chúng ta niệm Phật. Còn đến cái lúc mà chúng ta không kết cái duyên niệm Phật mà tai nạn dồn dập xảy ra, ung thư vân vân, bệnh này bệnh nọ xảy ra với chúng ta đó, để chúng ta bắt đầu niệm Phật thì niệm không nổi, vì nó chán chê, nó e chề, nó không có một tính tâm gì với pháp môn niệm Phật. Bởi vì bắt đầu chúng ta mới khởi niệm kết duyên để niệm Phật, mà cái nghiệp nó tới với chúng ta quá là nặng đô, mà bây giờ chúng ta bắt đầu để làm không kịp, không làm được, nó chán lắm. Mà nếu bây giờ chúng ta kết duyên cứ sáng tối nghe thuyết pháp, lúc mà nghiệp nó đến đó, chúng ta đó, là chúng ta đi thẳng vào pháp môn niệm Phật. Quan trọng với chỗ kết duyên này. Thưa quý vị, chúng tôi có nói đến hai cái câu mà ngày hôm nay chúng tôi phải giảng. Đó là cửu giới chúng sanh, bỏ đường tắt Tây Phương, khó tròn nên quả giác. Mười phương chư Phật, bỏ pháp màu tịnh độ, khó độ khắp hồng mê. Cửu giới chúng sanh là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, A-tô-la, thanh văn, duyên giác, Bồ-Tát, trời. Chúng ta nói lại nghe: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, A-tô-la, trời là 6, thanh văn là 7, duyên giác là 8, Bồ Tát là 9. Thì chín cảnh giới này gọi là cửu giới chúng sanh. Dầu cho các hàng Bồ Tát như Quan Âm, Thế Giới Văn, Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền, mà bỏ cái con đường tắt Tây Phương này. Con đường tắt Tây Phương là sao? Là con đường pháp môn tịnh độ, niệm Phật trong một đời để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, gọi là đường tắt Tây Phương. Còn nếu con đường lòng vòng á, là chúng ta tu pháp môn thập thiện là về cõi trời, giữ ngũ giới làm thiện mà chưa phải là thượng thiện, gọi là trung thiện, về cõi người. Tu pháp môn thanh văn là tứ diệu đế làm thanh văn. Tu pháp môn thập nhị nhân duyên là làm duyên giác. Tu pháp môn
Lục độ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ là chúng ta bước vào cảnh giới của Bồ Tát. Thì như vậy là tu theo thứ tự thì phải mất ba đại A Tăng kỳ, kỳ kiếp. Còn trong một đời này mà về thẳng Tây Phương Cực Lạc niệm Phật A Di Đà, đó là pháp môn tu tắc, là gọi là đường tắc Tây Phương. Mà từ địa ngục cho đến hàng Bồ Tát mà bỏ con đường tắc Tây Phương này khó trọng lên quả giác. Cho nên Đức Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền cũng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đứng cạnh Đức Phật A Di Đà. Cho nên Ngài Phổ Hiền mới nói cái phẩm thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát quy hướng chúng sanh về Cực Lạc. Có nhiều người nói pháp môn niệm Phật là dành cho những bà già ngu ngu, quê quê, dốt dốt, những người mà không còn một cái sức sống, cái nhựa sống á, cho nên họ mới niệm Phật cầu vãng sanh. Họ cầu về cái cảnh giới trên đó, họ hưởng thụ, như vậy là họ ích kỷ, họ không ở lại đây, họ độ sanh. Có nhiều người nói tôi phải đời sau tôi làm người lại để tiếp tục tôi độ sanh. Quý vị độ sanh nổi không? Độ mình chưa nổi đây nè quý vị. Độ mình chưa nổi là sao? Độ mình chưa nổi là những phiền não, những tham sân si, những buồn phiền, những nóng giận, rồi bệnh hoạn, mình cũng không độ mình được. Và mình chưa đủ khả năng, mình bơi ra giữa biển, không có cái phao chúng ta nắm, mà bơi ra giữa biển cái phao để cứu chúng ta đó còn không có nữa thì hỏi làm sao chúng ta cứu người khác được. Còn chúng ta vãng sanh về tới Tây Phương Cực Lạc, gặp Phật A Di Đà, gần hàng thánh chúng, chúng ta thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi chúng ta dùng tâm lực phân thân vô số để thuyết pháp độ sanh, để cứu đời, thì chúng ta đã hồi phục được đầy đủ là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mệnh thông, thần túc thông, lậu tận thông và đầy đủ 32 tướng túc, 80 vẻ đẹp, đầy đủ những công đức bất khả tư nghì rồi, thì chúng ta đi vào cõi đời này để độ sanh nhưng mà không nhiễm trần, vào cõi trần mà không nhiễm trần, cũng như bông sen mọc từ bùn mà không nhiễm bùn. Phải tính con đường tu tắc này, phải tính con đường này. Còn nếu chúng ta ở đây thì chúng ta không đủ cái khả năng tâm minh tứ trí ngũ nhãn lục thông, mà thể tánh của bản thân mình nó có nhưng mà nó bị thua chột hết rồi, nó bị mất hết tất cả những khả năng này rồi, thì chúng ta phải về đến Tây Phương để hồi phục. Mà vừa về tới Tây Phương Cực Lạc là chúng ta đã hồi phục được ngũ thông, thiên nhãn thông, tha tâm thông, thiên nhĩ thông, túc mệnh thông, thần túc thông. Nếu chúng sanh nào mà về tới Tây Phương Cực Lạc mà không được ngũ thông thì Đức Phật A Di Đà thề không thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chỉ còn lậu tận thông, tức là kiến tư phiền não á, nó còn để tiếp tục chúng ta tu để mà chúng ta thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy khi chúng ta được tất cả những cái khả năng mà hồi phục lại giống như một vị Phật thì chúng ta tha hồ mà độ sanh. Còn cái cõi này nè là cái cõi ngũ trược ác thế, mà ngay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài cũng nói thôi ra khỏi nhà lửa tam giới đi, là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, và đây là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược và mạng trược, và đây là cái cảnh giới quốc độ nguy thí, là cảnh giới không an ổn, thôi mau ra khỏi cảnh giới này về tới Tây Phương Cực Lạc gặp Phật cha A Di Đà là cha lành mình đó, và bên đó là họ chỉ có tán thán giúp đỡ trợ duyên để cho mình mau thành Phật, chứ không phải như cảnh giới này nó chù dập, nó thấy mình hơn chút Phật tử theo đông một chút là họ chù dập, họ chê bai, họ chỉ trích, họ nói xấu. Cái cảnh giới này á là nó như vậy thì hỏi làm sao chúng ta có cơ hội để thành vô thượng chánh giác, đẳng chánh giác, mà chúng ta lại muốn đời sau chui vô đấy. Nhiều người nói đây là tịnh độ là đây, đây là Cực Lạc, về chi cảnh giới bên kia, ngay hiện tại này sống để được an vui là Cực Lạc. An vui không? Hiện tại này an vui, đổ ra bệnh ung thư, đổ ra bệnh tai biến, sao an vui được? An vui tức là không đau bệnh, an vui tức là tuổi thọ vô lượng. Tuổi thọ có 100 tuổi mà làm gì an vui? Vậy mà người nói, vậy mà có nhiều người nói là đây là tịnh độ là đây. Nếu mà nói đây là tịnh độ là đây thì trái lại với lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Phật Thích Ca Mâu Ni nói đây là ngũ trược ác thế. Các con ơi, mau ra khỏi nhà lửa đi. Ta cho xe dê, xe hưu, xe trâu nè. Trong Kinh Pháp Hoa nói phải không ạ? Dụ con cái mình ra khỏi nhà lửa. Ra khỏi nhà lửa là ra khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Lửa mà lửa vô thường á, nó đang đốt tóc
tóc đen cho thành tóc bạc, mắt sáng cho thành mắt mờ. Hoảng mà, tay chân bắt đầu lụm khụm, lửa vô thường đang đốt. Thôi, hãy mau đi, con cái khi nghe cha giới thiệu như vậy đó, còn không muốn ra ở trong nhà lửa, vui chơi trong nhà lửa, và đời sau trở lại nhà lửa này nữa. Mà chúng ta nói rằng ta không có khả năng, nghiệp chướng ta sâu dày, làm sao ta vãng sanh được, vãng sanh khó lắm. Nhớ nghe, cứ phát nguyện vãng sanh thượng thượng phẩm vãng sanh, thì từ từ nó rớt xuống, không được thượng thượng phẩm vãng sanh, không được thượng tịnh quang tịnh độ, thì nó rớt xuống hạ hạ phẩm vãng sanh, phàm thánh đồng cơ độ. Mà nếu mình chung không đủ thiện căn phước đức nhân duyên để vãng sanh về phàm thánh đồng cơ độ, hạ hạ phẩm vãng sanh, thì đời sau của mình do cái đời này tích chứa cái công đức niệm Phật tụng kinh in kinh phóng sanh và tin tưởng Tây Phương Cực Lạc á, thì nó sanh vào trong một gia đình có tín tâm Tam Bảo, và nhất là có tín tâm với pháp môn niệm Phật, để tiếp tục chúng ta niệm Phật đời sau nữa cũng phải vãng sanh, đâu có lão lã gì đâu. Còn đời sau chúng ta nguyện đến cõi Tam Bà trở lại làm người, coi chừng nó rớt thấp xuống nữa là nó vô trong loại súc sanh, hoặc nó vô trong cái biên địa mà nơi dân tộc không có Phật pháp. Nếu nhiều người nói tâm tôi thanh tịnh, tâm tôi tốt, đời sau tôi phải vô gia đình tốt, mà gia đình đó giàu cho tốt như thế nào mà không hiểu Phật pháp, giàu có của cải vật chất mà giàu cho biết Phật pháp, đó là pháp môn khác, không phải pháp môn tịnh độ, nguy. Mà pháp môn khác không phải pháp môn tịnh độ thì nó không phù hợp trong 9.000 năm mạt pháp. Cho nên chúng tôi mới ngồi tính tới, tính lui, tính xuôi, tính ngược, nói cho những bạn đồng tu có mặt ở tại nơi ống kính mà được nghe chúng tôi giảng này đó, là nên chọn pháp môn tịnh độ, nguyện một đời này vãng sanh. Mà chính cái tâm mà phát nguyện một đời này vãng sanh, cái công đức này nó thù thắng lắm. Mà cứ tin tưởng như vậy đi, để lỡ mà không đủ thiện căn phước đức nhân duyên thì chúng ta cũng sẽ được một cái phần thưởng. Quý vị nên nhớ, có những người, người ta học làm bác sĩ, mà lỡ người ta không làm bác sĩ được thì cái chuyện làm y tá với họ là quá dễ nè, easy, quá dễ nè, phải không ạ? Còn nếu mà họ làm y tá nhưng mà y tá không được, họ rớt xuống lại, có nghĩa là mình cứ nguyện cho lớn đi thì nó rớt xuống thấp là vừa. Đừng có mặc cảm cùng tử, tôi là người phụ nữ, tôi là nghiệp nặng. Nghiệp nặng như ngày vua Lương, vua A Xà Thế không? A Xà Thế là giết cha Tằng Bà Sa La, hại mẹ, nhưng ông vẫn phát Bồ Đề tâm, quay đầu sám hối ăn năn, gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, sám hối những tội lỗi và phát Bồ Đề tâm niệm Phật, thì ông vua A Xà Thế này cũng được vãng sanh về thượng phẩm trung sanh. Hòa Thượng Tịnh Không nói điều này rất rõ. Vì sao mà giết cha hại mẹ? Giết cha hại mẹ đó là nghiệp của quá khứ, nhưng nghiệp hiện tại này ông không làm nữa. Và ông không làm nghiệp hiện tại là giết cha hại mẹ nữa, mà ông tạo là tịnh nghiệp. Thì cái tịnh nghiệp này đủ sức cảm đến Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Cho nên nguyện thứ 18 là 10 niệm được vãng sanh với điều kiện người đó không rớt vào ngũ nghịch trọng tội và hỷ bán chánh pháp. Nếu người ta rớt vào ngũ nghịch trọng tội như ông vua A Xà Thế, nhưng họ còn tin chánh pháp, là tin pháp môn tịnh độ, tin có Tây Phương Cực Lạc và tin nguyện lực của Phật A Di Đà, thì ông vua A Xà Thế vẫn thoát khỏi cái nghiệp cực trọng nghiệp, đó là ngũ nghịch trọng nghiệp, để ông về tới Tây Phương. Mà về tới Tây Phương rồi, cái ngũ nghịch trọng nghiệp này còn, nhưng mà nó không có cái duyên ác để ông phải trả quả ác, mà cái nghiệp cực trọng nghiệp này gọi là đóng gói tu gô. Tu gô nghĩa là đới nghiệp mang về Tây Phương Cực Lạc, hay cái pháp môn tịnh độ. Khó tin ngay chỗ này. Quý vị ngồi mà nghe một người giảng thâm thí sâu sắc, để quý vị cảm được cái pháp môn niệm Phật này khó lắm. Không phải chúng tôi nói vậy để đề cao mình đâu, và chúng tôi hôm nay mà được nói mà 2 tiếng đồng hồ lưu loát như vậy là chúng tôi cảm xúc về pháp môn tịnh độ lắm. Và sở dĩ chúng tôi nói được như vậy là chúng tôi nghe cái lời giảng của Lão Ân Sư Thượng Tịnh Hạ Không, nghe cái lời giảng của Tổ Ấn Quang, đó là 10 phương chư Phật mà bỏ cửa màu tịnh độ cũng khó độ khắp hồng mê.
một vị Phật như Phật Dược Sư, Phật Thích Ca mà độ một chúng sanh kêu về cảnh giới của mình khó vô cùng. Mà Đức Phật A Di Đà phát cái đại nguyện, cho nên chư Phật đó là Phật Thích Ca, Phật Dược Sư, Phật Thi Khí, Phật Tỳ Bà Thi, Phật Tỳ Xá Phù, Phật Câu Luân Tôn giới thiệu chúng sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà thì dễ hơn là do cái nhân địa Đức Phật A Di Đà bỏ ra nhiều cái công sức để tu tập tích lũy cái công đức để chúng sanh về bên đó hưởng quá dễ dàng, là chỉ trì niệm một câu Phật hiệu. Vì vậy cho nên mười phương chư Phật thấy cái khả năng của mình để giới thiệu chúng sanh về cõi của mình, để chúng sanh tin tưởng và về cảnh giới của mình khó quá, như Đức Phật Dược Sư Lưu Ly giới thiệu cho chúng sanh về cảnh giới của mình đó là Đông Phương, khó lắm là khó. Khó là do sao? Là do cái nguyện của Đức Phật Dược Sư không giống cái nguyện của Phật A Di Đà khác. Không giống nghĩa rằng là Đức Phật Dược Sư phát cái nguyện độ cho những chúng sanh căn cơ cao, nhưng Đức Phật A Di Đà là độ cho thượng căn, trung căn và hạ căn. Mà số lượng người hạ căn ở cõi Ta Bà này thì quá là nhiều, cho nên Phật Dược Sư, Phật Lưu Thi Khí, Phật Thích Ca, mà ngay nên Phật Thích Ca trụ thế cõi Ta Bà này cũng khuyên chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Bởi vì cái phương tiện để mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc quá là dễ dàng, trì niệm một danh hiệu của Đức Phật A Di Đà là do cái nhân địa Đức Phật A Di Đà nguyện rằng ta thành lập một cái cảnh giới cực lạc rất là kỳ công khổ cực, bao nhiêu đời kiếp để tu hành mà chúng sanh để mà là kiến tạo một cái cảnh giới như ta không phải là dễ, khó lắm. Thôi đi về cái cảnh giới của ta để hưởng bao nhiêu cái công đức của ta đã kiến tạo, đã thành lập bên đó rồi đó, để thành vô thượng chánh đẳng chánh giác thì dễ hơn, nhanh hơn, đỡ vất vả hơn. Cho nên hôm nay chúng ta ngồi tại đây giới thiệu về cái pháp môn tịnh độ mà tổ Ấn Quang là tổ thứ 13, nói một câu là mười phương chư Phật không dùng pháp môn niệm Phật này độ cho chúng sanh để vãng sanh thành Phật á, thì khó có thể mà chúng sanh thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên nó mới mười phương chư Phật bỏ cửa màu tịnh độ khó đo khắp hồng mê. Chúng ta là kẻ phàm phu, phàm tăng, phàm ni mà không dùng pháp môn niệm Phật này để độ sanh á, thì chúng ta không thể thành tựu trong một đời. Quý vị biết không? Pháp môn niệm Phật này mà giới thiệu cho chúng sanh để họ tin tưởng, họ niệm Phật, họ cầu vãng sanh, cái công đức của quý vị lớn lắm. Tiền bạc châu báu ngọc ngà không là gì hết, nó rất là thấp, nó rất là ước lệ, mà chúng ta bỏ cái thời gian để chạy theo nó, mất hết cả một cái thời gian, cái tâm lực chúng ta đổ vô nó để có một chút ít về tiền tài, vật chất, danh vọng, địa vị, chức quyền, rồi không có thời gian để chúng ta tu tập, chúng ta thuyết pháp, chúng ta đào luyện cái khả năng giảng này để khuyến khích người niệm Phật vãng sanh. Đây là sự thiệt thòi lớn chúng ta, đối với chúng ta lắm. Còn những người mình thấy họ tuy rằng không có chùa cao Phật lớn, không có chức vụ, không có được nhiều người gọi là khen tụng, nhưng họ chỉ có âm thầm ngồi hàng ngày nói một tiếng hoặc hai tiếng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, giới thiệu công đức bất khả tư nghì, danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, giới thiệu cho họ để cầu nguyện vãng sanh, rồi họ đi đến họ hộ niệm cho những người mà khi thọ mạng hết. Tuy rằng họ làm việc đơn giản như vậy nha quý vị nha, nhưng những người này là đang gì? Đang cùng với Phật và hàng thánh chúng để đưa người về Tây Phương Cực Lạc, là họ làm một cái việc này gọi là Phật sự, là được Phật giao phó sự nghiệp này, sự việc này để cho họ làm. Họ làm bằng cái tâm chân chính, chân thật, chân thành, không bù lại. Đến hộ niệm cho người đó, không cầu là họ sẽ cúng bao nhiêu tiền, họ phù đắp lại bao nhiêu tiền, cũng không cần nổi tiếng cho mọi người khác, không danh không lợi.
Họ ngồi họ giảng một buổi giảng này khuyến khích chân thật cho mọi người nghe, không kêu gọi, không quyên góp, không có làm cho mình nổi danh nổi tiếng. Họ chân thật, họ giới thiệu cho những người có duyên nghe những lời của họ để mà họ, để những người khác vãng sanh, niệm Phật, khuyến khích những người khác vãng sanh. Thì đây là những người đang làm Phật sự, không phải ma sự. Tuy rằng nhiều lúc mình làm Phật sự mà trong đó có danh, có lợi. Làm Phật sự mà mình mong có cái sự thù tạc đáp đổi lại cho mình. Làm Phật sự mà muốn cho mình nổi tiếng ta đây. Và mình đạt chức vụ này, chức quyền nọ. Thì đó gọi là ma sự. Vì sao ma sự? Bởi vì làm mà có danh lợi. Còn mình ngồi mình thuyết pháp, ai có nghe không nghe thôi. Và cứ ngồi thuyết pháp như vậy cũng không có mong rằng mình nói để mà người khác mang tiền đến đưa cho mình. Mình làm công việc gì mà lại không có danh lợi thì đây gọi là Phật sự. Mà làm việc gì mà có danh lợi thì đây gọi là ma sự. Tuy rằng hình thức là đang làm việc Phật sự. Phật sự là việc của Phật giao phó. Mà Phật giao phó cho mình cái gì? Phật giao phó cho mình phải đi giáo dục cho chúng sanh, bỏ ác làm lành, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Vì trong 49 năm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ làm một việc, đó là giáo dục, đi dạy học. Trên 300 hội Đức Phật thuyết pháp, cho nên bây giờ mới còn kinh điển lưu truyền lại cho hậu thế. Cho nên hôm nay chúng ta nối gót theo Phật là hàng ngày còn được hơi thở là chúng ta giới thiệu pháp môn tịnh độ, là giới thiệu cho người niệm Phật, ăn chay, lạy Phật, tụng kinh vô lượng thọ, cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, là chúng ta mãn nguyện trong cuộc đời còn lại rồi quý vị. Bởi vì mười phương chư Phật mà bỏ cửa màu tịnh độ, là bỏ cái pháp môn tịnh độ màu nhiệm này để giới thiệu, khuyến khích người vãng sanh, thì chúng sanh không thể nào thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà mười phương chư Phật vì sự nghiệp Phật sự, đó là giáo dục chúng sanh, độ chúng sanh, cho họ thấy được cái sự màu nhiệm của pháp môn tịnh độ để họ vãng sanh, cho thì họ mới mau tròn nên quả giác. Chúng ta cũng vậy. Bây giờ muốn cho chúng sanh mau tròn nên quả giác thì chỉ có một việc là giới thiệu pháp môn tịnh độ. Khi quý vị nghe đến đây chắc quý vị cảm xúc. Chúng ta nói đến đây chúng ta cảm xúc quá. Hai cái câu của Tổ Ấn Quang, đến hôm nay chúng tôi cảm được hai cái câu này. Cụ giới chúng sanh từ địa ngục đến hàng Bồ Tát, bỏ cái con đường tắt Tây Phương này khó trồn nên quả giác. Cho nên Quan Âm Thế Chí, Đức Văn Thù Phổ Hiền là Thượng Căn Thượng Trí, Trung Căn Trung Trí như Tổ Ấn Quang, Tổ Huệ Viễn, Triệt Ngộ Đại Sư, vân vân các vị tổ là Trung Căn Trung Trí cũng vãng sanh. Hạ căn hạ trí như Giác Nhàn, như quý vị, như chúng tôi, niệm Phật cũng vãng sanh. Mà từ hàng địa ngục đến hàng Bồ Tát đều vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Và Đức Phật A Di Đà phát cái nguyện là mười phương pháp giới nghe danh hiệu con. Là mười phương pháp giới là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cho đến hàng Bồ Tát. Mà nghe danh hiệu Phật A Di Đà mà vãng sanh về cõi của Ngài. Thì khi nghe danh hiệu Ngài, tức là Ngài nói đến phương pháp trì danh. Như vậy, từ địa ngục cho đến hàng Bồ Tát đều nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì mới mau tròn nên quả giác. Còn không thì phải mất ba đại A Tăng Kỳ Kiếp lâu lắm. Một đời chúng tôi sanh ra, quý vị một đời quý vị để mất đi rồi thành đời thứ hai, không biết được làm người hay không đây. Luân hồi sanh tử. Như vậy chúng ta một đời này mà sanh trong quá sanh trong hoa sen về tới Tây Phương Cực Lạc, thì đây là cái ước nguyện này. Sao chúng ta không dám ước nguyện? Mà sao chúng ta dám ước nguyện đủ thứ hết? Ước nguyện xây nhà, xây cửa, cưới vợ, gả chồng cho con cái, ước nguyện mua xe, mua cổ, ước nguyện đủ thứ hết. Mà ngày đêm suy nghĩ để ước nguyện. Ước nguyện rồi cuối cùng ra đi không hai bàn tay trắng. Vậy mà ước nguyện. Dĩ nhiên trong cuộc sống sinh tồn chúng ta vẫn ước nguyện, mà cái đó là phụ. Các ai nói với quý vị điều này chưa? Còn ước nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là chính. Còn những cái phụ kia được, không được thì thôi. Ước nguyện có xe chạy, không có thì thôi.
ước nguyện có tiền để mua nhà, có xài tạm, không có thôi. Ước nguyện có vợ, có vợ thì có, không có vợ xài tạm chứ không có thôi. Ước nguyện có chồng, có chồng có xài tạm có thôi, có gì đâu. Ước nguyện đó là phụ, là không có tồn tại. Còn ước nguyện vãng sanh mới là cái ước nguyện rốt ráo viên mãn. Làm sao chúng ta không dám ước nguyện? Cái ước nguyện có vợ, có chồng, có nhà, có cửa, có xe, có cổ, có cuộc sống được. Người ta gọi là đại gia tỷ phú. Cái ước nguyện này á, là cái ước nguyện mà nó khó vô cùng. Bởi vì trong mạng chúng ta không có, thì làm sao chúng ta ước nguyện nó có? Mà dẫu cho có rồi nó cũng khổ quý vị ơi. Còn cái ước nguyện mà khả năng làm được là trong tâm mình có Phật, là Phật sẽ thành. Và mình niệm Phật, mình sẽ thành Phật. Mà cái ước nguyện của mình là có khả năng, có quyền ước nguyện. Và Đức Phật A-di-đà là đáp ứng cái nguyện chúng ta. Quá dễ rồi. Hiểu hiểu chỗ nào? Quá dễ. Là đối tượng chúng ta ước nguyện, đó là cảnh giới cực lạc, là sa cừ mã não san hô, là cổ báu ở trên đó mà Đức Phật A-di-đà đã tạo sẵn rồi. Cái này không phải mê tín dị đoan nha. Hôm nay có một số người nói chúng tôi là truyền đạo mê tín dị đoan, rồi giới thiệu cảnh giới cực lạc mơ hồ. Cái cảnh giới có đâu mà giới thiệu cho người ta về đó để người ta ruồng rẫy bỏ cuộc đời, bỏ vợ, bỏ con, bỏ nhà, bỏ cửa đi lên chùa. Chúng tôi đâu có nói vậy. Bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ, có con. Đó là ai nói? Chứ chúng tôi không có nói. Chúng tôi nói là bỏ cái chấp, vẫn có nhà, có cửa, có vợ, có con, có xài chơi, không có thôi. Mà có không chấp, vẫn xài, vẫn hết trách nhiệm với nó. Nhưng biết trước sau gì mình cũng phải ra đi, mình cũng bỏ nó. Nó không bỏ mình thì mình cũng phải bỏ nó. Vật chất của cả vợ con nhà cửa đều giống nhau như vậy hết. Nhưng mà mình mơ ước để mà có được sự nghiệp, vợ đẹp, con ngon, nhà cửa lầu đài, nó quá khó. Vậy mà mình ước nguyện vẫn được. Quá khó là có những người trong mạng họ không có, mà họ lam lũ ngày đêm để họ tìm. Mà vậy mà họ tìm vẫn được. Có những người tìm không được, bị giống bạn không có. Mà họ không biết trong bạn họ không có, mà họ cứ liều họ đi tìm. Liều đi vô trong, giống như con thiêu thân, nó đi vô trong con đường chết mà họ vẫn đi. Nói vậy không phải chúng tôi có một cái gì đã lớn tiếng nặng lời với quý vị nha. Mà chúng tôi đang phân tích cái sự thật, đây là chân lý. Dầu cho người đó trong bạn họ có, họ tìm ra được tỷ phú, là tiền bạc tỷ đô la và nhà cửa lầu đài, nhưng họ cũng phải bỏ lại trần gian khi thọ mạng họ hết. Còn nếu mà họ chân thật, họ đi tìm cái công đức, họ niệm Phật, họ khuyến khích người niệm Phật để họ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, cái tìm này là cái khả năng ai cũng có quyền được đi tìm. Và Đức Phật A Di Đà phát nguyện sẽ gia trì gia hộ cho tất cả đối tượng nào cũng có thể làm được điều này, làm nguyện để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, để hưởng một cái gia bảo quý giá vô cùng của Đức Phật A Di Đà đến đó dành cho chúng ta, và được cái thọ mạng dài vô lượng để chúng ta hưởng được cái trí tuệ sáng suốt và đầy đủ những cái công đức báo vật mà Đức Phật A Di Đà sẵn sàng cho chúng ta. Và phát nguyện người nào muốn là Đức Phật A Di Đà đều đáp ứng, sợ gì chúng ta không muốn thôi. Như vậy Đức Phật A Di Đà phải là một thần linh, chỉ cho người này không cho người khác không? Và cái công việc này Đức Phật Thích Ca nói có phải là cảnh giới hư ảo, có phải là Đức Phật A Di Đà phát nguyện suông không? Không phải. Mà có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cách đây 11 ức cõi, có Đức Phật A Di Đà thành Phật 10 kiếp hiện đang thuyết pháp, và cảnh giới đó đầy đủ sa cừ mà não san hô lưu ly hổ phách, và vắng mặt sự khổ đau trên đó, chỉ có cà toàn là niềm vui cùng cực, gọi là cực lạc. Còn cảnh giới dưới này chúng ta đi tìm những vật chất thô hèn thấp kém á, quá trời cực khổ rồi. Có người tìm có người không có, mà hầu như không có là nhiều. Vì sở dĩ sao họ không có? Vì trong bạn không có cho nên họ tìm không có. Tiền, bạc, nhà, cửa, xe, cổ, vợ, con, cuộc sống cho sung túc như mọi người, trong bạn không có cho nên tìm hoài không có. Có người trong bạn có chút chút, tìm cũng được chút chút. Có người trong bạn có nhiều cho nên họ tìm được nhiều.
Nhưng mà sao họ không quay lại để họ tìm lại cái công đức danh hiệu Phật trong tâm của họ, họ niệm Phật, họ tụng kinh, họ tu hành để họ cảm được cái nguyện của Phật để họ về một cái cảnh giới bên đó. Mà cái cảnh giới bên đó là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có thực và có Đức Phật A Di Đà phát ra 48 lời nguyện, và họ cũng có khả năng và trong tâm của họ cũng có được cái khả năng đó là tìm được cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà về. Vậy mà họ không làm, họ làm thờ ơ. Hôm nay chúng tôi cảm xúc nói ra được điều này. Chắc là quý vị hiểu, chúng tôi biết quý vị hiểu. Nhưng mà cái nghiệp của mình đi tìm tiền, tìm vợ, tìm con, tìm cuộc sống, tìm nhà, tìm cửa, tìm đô la, tìm hột sòn, nó thành thói quen rồi. Bây giờ mình quay trở lại tìm về thể tánh thanh tịnh, niệm cái câu Phật hiệu để cảm với Phật, để mình tìm về Tây Phương Cực Lạc. Nó yếu quá, không ai khích lệ. Và mình thấy đây không phải là cái thời điểm này mình làm để từ từ ngáp ngáp gần chết rồi làm. Kịp không? No, không kịp. Ngay bây giờ mình không chịu nhìn thấu buông xuống thì lúc đó đố mà quý vị có đủ thời gian quý vị làm. Hôm nay thời gian đã hết. Chúng tôi thực sự rất là cảm xúc trong buổi giảng hôm nay. Chúng tôi cầu nguyện mười phương chư Phật gia trì cho những người khi nghe được cái đĩa này phát bồ đề tâm, tinh sâu, nguyện thiết, hành chuyên, lão lão thật thật, một đời này niệm Phật để cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Và quý vị nhớ khi nghe được cái đĩa này giới thiệu cho gia đình mình, cho bạn bè cùng để xem nghe cái đĩa này để phát khởi tính tâm công đức của quý vị vô lượng vô biên. Dạ, A Di Đà Phật. Giờ đây xin mời toàn thể quý vị chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.